Thu Hà xin gửi lời chào đến tất cả mọi người Mọi người đang lắng nghe những câu chuyện rất là hấp dẫn trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình Hôm nay Thu Hà muốn giới thiệu đến mọi người một câu chuyện với cái tên Tên cũ là Tôi Chỉ Biến Thái Với Em Còn tên mới của bộ chuyện này thì có tên là Em là điều tuyệt vời nhất của anh Thuộc thể loại sủng, hiện đại và có rất là nhiều cảnh ngọt ngào nữa Được viết bởi tác giả Lạc Lạc Chúng ta hãy đọc một chút phần giới thiệu về bộ chuyện này một lần cô phát hiện người yêu của mình vụng trộm bên ngoài cô cũng muốn anh ta thấy rằng cô cũng có người tình ở ngoài thế là cô đã tự dâng hiến mình cho một người đàn ông lạ mặt là đêm đó em dâng hiến cho tôi chứ tôi không ép em dường thế mình anh là đồ biến thái tôi chỉ biến thái với em thôi cô là một vị bác sĩ đã đánh mất mình vào một đêm say rượu Người đàn ông đó lại vô tình trở thành định mệnh của đời cô, khiến cuộc sống của cô bước sang một trang mới. Anh vô cùng sủng cô đến tận trời, một vị giám đốc lạnh lùng nhưng giờ liền tan chảy trước người con gái ấy. Mời mọi người cùng đón nghe với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Tại một căn hộ lớn, một cô gái vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên không son phấn nhưng lại khiến cho ai đó đang dần chán ngán vì cách ăn mặc và cả phong cách của cô. Hảo Văn, hôm nay em bận trực ca đêm nên không về nhà. Anh khỏi chừa cơm em nhé, em ăn ở ngoài luôn. Cô vòng tay ôm chặt người con trai đó khẽ nói. Bảo bối à, nhớ là về sớm nghe không? Vũ Hạo Văn cũng vòng tay ôm lấy cô, khẽ hôn lên má cô. Ừ, vậy em đi đây. Bye 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 bảo bối Cô vừa ra khỏi cửa Vũ Hạo Văn thấy cô đã lái xe đi Thì lấy điện thoại ra gọi cho một cô gái Cô ta đi rồi Em đến đi Hôm nay cô ta về trễ Nên chúng ta có thể ân ân ái ái rồi Hắn nói với một cái giọng đều giả Được rồi Em qua ngay đây Em nôn láo lắm rồi anh yêu ạ Đầu dây bên kia giọng núng hiểu hoàng ngọc niệm là một bác sĩ trẻ xinh đẹp rất có tài cô được rất nhiều người ái mộ thầm mến nhưng khi gặp anh ta vũ hảo văn một giám đốc của một công ty bất động sản lúc đầu cô gặp anh ta là tại bữa tiệc sinh nhật của người bạn cô không hề để ý anh ta nhưng anh ta lại mặt dày đeo bám cô nên cô cũng đồng ý đại nhưng rồi thời gian có lẽ đã làm cô yêu hắn hơn hắn luôn muốn cô nhưng không được Cô bảo khi nào kết hôn rồi hãy tính sau. Rồi cô càng ngày càng bận rộn ở bệnh viện hơn. Hắn nhân cơ hội đó lén lút quan hệ với thư ký bên cạnh hắn là Mai Hà Ninh, một thư ký mới được tuyển vào công ty. Ngay lập tức đã quyến rũ hắn. Cô nào biết rằng hắn đã lừa dối mình quan hệ với ả ta. Lúc cô đến bệnh viện thì chợt nhớ là mình bỏ quên chìa khóa phòng khám ở nhà. Dạo này mình đã trí quá Vũ vỗ, vỗ đầu Rồi lái xe về nhà Về đến nhà thấy cửa không khóa Cô đẩy cửa vào Định vào phòng thì nghe âm thanh ám muội vang lên Âm thanh dầm đãng của Mai Hà Ninh Vang lên khắp nhà Khi nào anh chia tay cô ta thế À ta nét vào người hắn Không lâu đâu Sớm thôi em yêu à Hắn hôn lên đôi môi của ả à anh nhanh giải quyết sớm đi em không muốn lèn luôn như vậy nữa đâu ả à ta ôm cổ hắn hôn lên cổ hắn làm hắn bị kích thích đè ả à ta xuống được rồi bảo bối hắn nâng ngực của ả à, làm ả à sướng điên cả lên càng rên la thắm thiết hắn hôn lên môi ả à, rồi dọc xuống ngực hắn cởi quần áo ra rõ ràng khi đang mặc trên mình quần áo thì nhìn qua hắn chỉ là một chàng trai có hình thể gầy yếu nhưng bất ngờ khi cởi ra thì trên thân thể to lớn hiện lên những đường cơ bắp rắn chắc tràn ngập tính xâm lược bởi vì dục vọng chưa được thỏa mãn mà thân thể trắng như sữa vặn vẹo trên grab giường dụ dỗ dục vọng sâu nhất nơi đáy lòng của người đàn ông phải trào dâng muốn tiến vào giữ lấy ả sau đó chơi đùa âm thanh hoàng ái vang lên không ngừng Cùng với hai thân thể đang dây dưa trên giường, Hoàng Ngọc Niệm đứng đó, cố ngăn lại từng tiếng nấc nghẹn của mình. Người đàn ông đó đã lừa dối cô. Cô một lòng một dạ yêu hắn, hết lòng, mà hắn nỡ đối xử với cô như vậy? Thì ra, những lúc không có cô ở nhà hay hắn ở công ty, bọn họ đã lén lút qua lại với nhau rồi. Hắn theo đuổi cô vì cô xinh đẹp, nhưng cô lại không chịu cho hắn nên dần dần hắn chán cô Bọn đàn ông các người đều như nhau cả Chỉ muốn thân thể của người phụ nữ thôi Nghĩ tới đây Trái tim của Hoàng Ngọc Niệm đau đớn tột cùng Như muốn ngừng thở luôn vậy Ngay lúc này Trong phòng phát ra tiếng thở dốc Của Vũ Hảo Văn Quyện vào tiếng rên rỉ của Mai Hà Ninh Cô cười trong nước mắt Một nụ cười chứa đầy nỗi căm hận của cô Nếu mà cô không về Và phát hiện ra chuyện này thì bọn họ còn lừa dối cô đến khi nào nữa? Phù Hảo Văn bì ổi. Anh có người tình ở ngoài thì tôi cũng có thể. Đáng lý ra tôi giữ gìn thân thể này là để sau khi kết hôn xong tôi cho anh. Phải mà anh đỡ đối xử như vậy với tôi. Tôi cũng sẽ đi tìm người tình cho anh xem. Lâu nước mắt Hoàng Ngọc Niệm phóng xe đến quán bar. Nhưng cô đâu biết rằng định mệnh của đời mình lại đang chờ cô ở đó. Và cũng từ hôm đó, cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Chiếc xe của Hoàng Ngọc Niệm đậu ngay trước bạc club. Từ bên ngoài cô đã thấy nam nữ khoác tay nhau, ôm hồn mãnh liệt, làm cô cũng hơi dùng mình. Vào bên trong, đây cũng không phải là lần đầu cô đến ba, nhưng lần đầu tiên cô đến đây một mình. Lúc trước, cô chỉ đi với đồng nghiệp. Vào quầy, cô gọi loại rượu mạnh nhất vì cô muốn uống để quên đi chuyện ngày hôm nay âm nhạc hòa lẫn điệu nhảy của những cô gái họ ăn mặc không hề kín đáo hở ngực hở eo còn cô do lúc nãy định đi đến bệnh viện nhưng lại gặp chuyện nên đến đây cô mặc áo sơ mi với chiếc quần tây đen giản dị vũ hảo văn anh là đồ khốn tôi sẽ giết anh tôi sẽ tìm người khác tôi sẽ không cần một tên lừa dối tôi Cô đã ngà ngà say nhưng miệng vẫn không ngừng rủa thầm hắn ta vì hắn ta mà gìn giữ thân thể mấy năm trời. Đêm nay tôi sẽ tìm một người khác để tôi cho anh biết tôi không cần anh nữa. Hoàng Ngọc Niệm đứng dậy loạn trọng tiến lại bàn của một người thanh niên. Cô ngã vào người anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi đen bung hai nút trong cực kỳ quyến rũ. Anh ta ngạc nhiên khi thấy ở đâu ra cô gái này vậy. Mùi rượu nồng nặc còn ngã lên người anh ta nữa chứ. Cô gái này không muốn sống rồi hay sao? Anh ta nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình. Cô ta vuốt ve ngực rắn chắc của anh. Anh đẩy cô ra và đứng lên. Cô kia, cô say rồi thì về nhà nhanh đi. Ở đây không chừng gặp lưu manh đấy. Nói xong anh quay người định đi. Cô đứng lên do say quá nên vẫn loạn choạng Anh kia đứng lại. Tôi nhắm chung anh rồi, tôi muốn anh. Cô chỉ thẳng anh bước đến gần Dương Thế Minh nhíu mày nhìn cô đang tiến về phía mình Dương Tổng Tên vệ sĩ phía sau định cản cô lại Nhưng anh ra hiểu lui Nè Anh trai gì đấy ơi Tôi muốn anh đêm nay phục vụ tôi được chứ Anh muốn bao nhiêu tiền <laughs> Được Nếu cô muốn Nhưng giá hơi cao đấy Anh nhếch môi cười nhìn người con gái không biết sợ chết kia cô dính sát vào người anh vuốt ve khuôn mặt anh tú đó đặt tay lên ngực anh vuốt ve qua lại khẽ cởi cúc áo sơ mi của anh ra đôi môi đỏ mỏng khẽ mở dùng ánh mắt quyến dụ anh tiểu yêu tinh này đúng là gan trời đây dám dụ dụ anh được để đêm nay anh làm thịt cô ra sao anh ra hiệu cho tên vệ sĩ đi trước anh cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh trong ngực khẽ nhếch môi bế cô vào phòng riêng của anh vào phòng anh đóng chặt cửa quăng cô lên giường đặt cô nằm dưới thân mình anh bắt lấy tay cô đem cô kéo vào trong ngực hai tay khóa nhanh eo nhỏ của cô làm cho cô không thể dãy ra khỏi hắn cúi đầu hôn trụ cánh môi anh đào hoàng ngọc niệm muốn tránh khỏi anh nhưng mà dưới nụ hôn bá đạo của anh cô dần dần phấn khích một lúc sau cô cũng đã bớt say Phát hiện một người đàn ông đang ôm hôn cô Định gàn ra Nhưng anh ta giữ chặt tay cô Lại cuồng dã Hút cánh hoa phấn nộn của cô Chờ khi cô mở ra đôi môi Anh liền thừa dịp tiến vào trong miệng của cô Thăm dò cái miệng ngọt ngào của cô Em muốn tôi ư Anh cơ hồ là Dán tại môi cô mà mở miệng Không, Trời ạ à, anh phun ra hơi thở nóng rực làm cho cô không thể phản kháng. Hoàng Ngọc Niệm phỉ nhổ chính mình tự chủ bạc nhược. Thân thể của em so với miệng em thành thật hơn nhiều. Thân thể mềm mại trong lòng bởi vì anh trêu chọc mà run dày từng đợt. Đồng thời cũng tác động đến dục hỏa nóng rực của hắn. Một tia lý trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của anh thổi đi. Cô rên nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào lồng ngực hữu lực của anh. Làm sao bây giờ Cô đi bước này sẽ khiến mình khổ sở Nhưng sao vẫn thuận theo tâm mình như vậy Anh không cho Hoàng Ngọc Niệm Nhiều thời gian để tự hỏi Anh cần chính là cô mê loạn Cùng dãy rủa Cuối cùng lại tấn công vào tâm cô Chinh phục thân thể cô Muốn trách thì trách cô Không tự thể kiềm chế đi Tiểu yêu tình Lúc nãy dụ dỗ tôi Mà sao bây giờ lại không chịu chứ Tha tôi đi tôi biết lỗi rồi là do tôi say nên không biết anh làm ơn bỏ qua cho tôi nhé tha ư muộn rồi phụ nữ tự dâng hiến đến giường trước giờ tôi không có thói quen từ chối làm cho tôi tận tình thưởng thức em đường cong duyên dáng như vậy dáng người lại xinh đẹp như vậy tại sao lại có thể không có nam nhân âu yếm thương tiếc cơ chứ cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô ra đẩy ra hai tay đang che trước ngực trước mắt là hai gò bồng đào trắng nón đẹp vẻ đẹp này chỉ có tôi mới có thể hưởng dụng cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm hoàng ngọc niệm không tự chủ được anh tham lam nhấm nháp cô anh không hổ là thánh tán tỉnh ra thì trần trụi của hai người tiếp xúc thân mật bọn họ thật là do ông trời tác hợp. Bàn tay to của anh đã đặt tại đầu gối của cô và không hề báo trước. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Hoàng Ngọc Niệm khẽ cọ cọ vào ga giường bằng lụa, tự như một con mèo nhỏ rút vào vòng tay ấm áp bên cạnh. Hấp thu hương vị nam tính tràn ngập trong mũi. Thật thoải mái, vì sao trước giờ chưa từng ngủ được yên bình như vậy? Cô vừa xoay thân mình kiều nhuyễn, mở mắt đột nhiên cảm thấy bên dưới đau đớn mãnh liệt, làm cô bừng tỉnh. Hoàng Ngọc Niệm hơi rên rỉ ra tiếng. Cô bị làm sao thế này? Bị xe đụng phải hay là nhảy lầu? Chẳng lẽ lại bị người hung ác đánh? Vì sao toàn thân đau đến như xương cốt đều gãy hết? Tỉnh rồi à? Thành âm nam tính trầm thất khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên. Dùng động xa cách nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Hoàng Ngọc Niệm chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái, liền đối mặt với cặp đồng tử ma mị, như đang mỉm cười kia. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông ấy là ai? Tại sao mình lại ngủ cùng anh ta, mà còn không mặc quần áo nữa chứ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Tìm biến thái, anh ở đâu chui ra vậy? Sao lại ngủ trên giường của tôi? Trời ơi, cái ngàn vàng của tôi gì giữ bao lâu nay? Thế mà anh dám cướp đi ở tên khốn này Cô dùng gối đánh anh không thương tiếc Nhưng anh đã né Và ngăn cánh tay đang hung hăng cào cấu anh Đầu óc đã tỉnh chưa Hay là muốn tôi giúp em một tay Trình diễn đầy đủ một màn đêm qua Để cho chi nhờ em phục hồi cho tốt Anh xấu xa đề nghị Muốn cho Hoàng Ngọc Niệm nhớ tới Đêm hôm qua Cô vô liêm sỉ cầu xin anh như thế nào Ký ức bỗng chốc ùa về Cô nhớ tới đêm qua cuồng dã vô cùng Mặt không tự chủ mà đỏ bừng Như thế nào? Anh hơi nhách lông mi Tà mị nhìn khuôn mặt nhỏ bé phẫn uất Đem dâng cơ thể của tôi lợi dụng xong rồi Đã quên rồi sao cô gái? Rõ ràng đêm qua Em tự dưng cho tôi chứ không phải là tôi ép em Anh đến gần nở nụ cười tà mị quyến rũ vô cùng Làm tim cô nhảy lên một nhịp anh tránh mau Về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa Nhìn anh Cô sẽ lập tức nhớ đến bản thân mình đêm qua Nhìn cô tức giận đến độ Mặt đỏ hất lên Làm cho tâm tình anh tốt lên Cho tôi biết tên địa chỉ Số điện thoại nghề nghiệp của em Tại sao tôi phải nói với anh Em không muốn chịu trách nhiệm với tôi à Khương mặt anh Càng tiến gần đến cô Anh Anh tránh ra tôi ra đồ biến thái đáng lý anh phải chịu trách nhiệm với tôi thì có em có thể không nói rất lớn lối tỏ vẻ nhưng mà hình như em không mặc gì nếu mà bị đem đưa ra ngoài chính là em tự rước lấy nha anh sao lại có ảnh của tôi trong lòng dâng lên cảm giác bất an cô căn bản chưa từng chụp ảnh khỏa thân bao giờ anh ta sao có thể đương nhiên là thừa dịp em ngủ rồi chụp anh đem cuộn phim tung lên trần nhà rồi lại nhanh chóng tiếp được nó rơi xuống anh khiêu khích đưa cuộn phim qua trước mặt cô sau khi hết kinh ngạc lập tức nhảy vội qua để chụp lấy cuộn phim đưa nó cho tôi hoàng ngọc niệm tay không thể bắt được cuộn phim anh rất nhanh đem cuộn phim chuyển từ tay này sang tay kia hoàng ngọc niệm vòng qua thân mình anh thân hình hai người lõa thể không tránh khỏi có tiếp xúc Hành động giống như vô tình đụng chạm này lại rất dễ gợi lên dục hỏa. Nhưng hắn cố kiềm chế lại vẫn chưa đến lúc phải thịt tiểu nha đầu này. Thân thể cô toàn bộ đều bị anh nhìn hết, đồng tử ma mị của anh tràn ngập dục hỏa, nhìn chăm chăm vào những đường cong hoàn mỹ của cô. Em đang quyến rũ tôi sao? Anh phi thường cao hứng bị cô quyến rũ. Chỉ cần em nói thì tôi sẽ đưa cho em, thế nào được chứ? Được rồi tôi nói Tôi nói cho anh Nhưng anh phải đưa ngay cho tôi Anh không được nuốt lời Nếu không tôi sẽ giết anh Được rồi nói đi Hoàng Ngọc Niệm Tôi ở đường XX Đang làm bác sĩ ở bệnh viện XX 09 XXXX Xong rồi đây đưa ngay cho tôi Cô với tay giành lấy Nhưng anh chỉ đưa cho cô vài tấm Tôi sẽ đưa vài tấm này Còn mấy tấm còn lại Đợi khi nào em chịu trách nhiệm xong hãng tính Cái tên này Chẳng phải anh nói đưa hết cho tôi sao Cô tức đến nỗi Hai má đỏ lên Cô muốn ném cho tên này vài cây kim chít thuốc Cho hắn ngủ luôn đi rồi Tôi chỉ nói khi nào em nói Tôi sẽ đưa cho em Nhưng không nói đưa hết cho em Rõ rồi chứ Nhịn nhịn Niệm ơi mày phải nhịn Cô nhủ thầm trong lòng Cố quạt cho cơn giận nguôi bớt À quên Tôi cũng giới thiệu với em Tôi là Dương Thế Minh Là ai thì mặc kệ anh Tôi không quan tâm Từ nay về sau đừng để tôi gặp lại anh Tôi mà gặp lại anh Tôi sẽ ghim tất cả kim tiêm vào người anh đấy Coi như đêm qua là tình một đêm Không ai nợ ai cả Nói xong cô nhặt quần áo lên Đi vào nhà tắm Sau đó bước ra Lấy chiếc túi sách và đi Không thèm để ý người đang nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc Chờ đấy mình còn gặp nhau, bác sĩ Hoàng à. Vừa bước ra khỏi cửa, cô lái xe thẳng về nhà, đẩy cửa vào, cô liền nằm xuống sofa, xoa xoa hai bên thái dương, phần dưới còn đau. Hoàng Ngọc Niệm khẽ nhăn mặt, cố quên đi chuyện đêm qua. Cô ngó nhìn xung quanh, không có Hạo Phát ở nhà, chắc hắn ta đến công ty rồi. Cô lắc đầu, muốn quên đi người đàn ông đào hoa đó. Lấy điện thoại ra, mười hai cuộc gọi của lị an là đồng nghiệp của cô cũng là bạn thân nhất của cô chắc đêm qua không thấy cô đến bệnh viện nên gọi xem cô có chuyện gì không đây mà cô gọi lại cho lị an hoàng ngọc niệm tối qua cậu đi đâu thế vừa thấy vào bệnh viện xong chạy đi luôn vậy hả gọi cũng không bắt máy biết tôi lo cho cậu lắm không vừa gọi cho lị an thì lập tức đầu dây bên kia la lớn làm cô bên này muốn thủng cả màng nhĩ nhưng nghe Lị An nói vậy Cũng đủ biết Lị An lo lắng cỡ nào Cô đành cười trừ Tớ chỉ bạn chút chuyện thôi Do để máy chế độ dung Nên không nghe máy cậu được Tớ xin lỗi nhá Cậu làm tớ lo gần chết Mà lát đến bệnh viện Nghe nói có bệnh nhân tìm cậu đây Ai thế nhỉ Cô thầm nghĩ Được rồi, lát nữa tớ sẽ đến Lị An này Tớ đã phát hiện ra một chuyện Chuyện gì thế tên khốn hạo văn hắn phản bội tớ hắn mây mưa bên ngoài với thư ký của hắn mà còn đưa về nhà tớ làm chuyện không biết xấu hổ nữa chứ đêm qua tớ vừa phát hiện nếu không thì không biết hắn còn lén lút đến khi nào đây cô nói trong sự tức giận nhưng cô không còn yêu hắn nữa nên bây giờ tim cô cũng bớt đau nhiều rồi lì an là bạn thân cô nên cô cũng không muốn giấu chuyện này có muốn tâm sự muốn phóng tất cả nỗi đau của mình ra ngoài Sao? Để tớ đi băm anh ta thành trăm mảnh Sau đó thả cho cá ăn Lý An cũng tức giận không thua kém cô Lý An Không cần đâu Tự tớ có cách giải quyết Tớ không muốn cậu dính líu đến anh ta nữa Ký ức bỗng ùa về Làm tim cô cũng hơi nhói đau Cô và anh ta bên nhau cũng 5 năm trời rồi Còn sắp kết hôn nữa chứ Thôi Niệm niệm Quên hắn ta đi Người như hắn không đáng để cậu yêu cứ coi như hắn ta như chó đi Để lúc phải mở cửa thả chó rồi Cần gì loại đàn ông đấy Được Ý kiến cũng không tồi Để lúc phải mở cửa thả chó rồi Cô nghe Lị An nói Mà bên này cũng làm cô cười khúc khích Cô nàng này độc miệng thật Này đến bệnh viện đi Rồi tụi mình đi ăn sáng Tiện kể đầu đuôi sự việc cho tớ nghe nào Cô và Lị An chơi chung với nhau Từ thời cấp 3 đến giờ Cả hai đều đam mê làm bác sĩ nên quyết cùng nhau học cùng một ngành. Nên tình cảm của cả hai rất tốt, cứ như là chị em vậy. Cô lái xe đến bệnh viện thì chuông điện thoại reo lên. Là hắn ta, Hạo Văn. Cô bắt máy thì đầu dây bên kia tỏ vẻ lo lắng cho cô. Niệm nhi, em đang ở đâu đây? Anh lo cho em lắm biết không? Hắn tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho cô. Đang ở bệnh viện. Do có bệnh nhân nên tối nay em không về nhà, khỏi lo cho em. Cô kinh tởm hắn nhưng vẫn trả lời lịch sự với hắn Để cô coi hắn còn diễn đến khi nào Ừ, vậy mai em có về không? Không biết Nhưng nếu rảnh thì mai em về Thôi em cúp đây Cô không muốn nói nhiều với hắn Nên cúp máy liền Đang lái xe vào nhà xe Thì một chiếc xe đen bóng Chạy nhanh qua mặt cô Cô nhanh chóng thắng xe lại Bước ra Định la thì người chạy xe kia cũng dừng lại này xuống xe ngay cho tôi tôi muốn nói chuyện cô thấy chiếc xe dừng lại cô tiến đến cô muốn gì người trong xe bước xuống là hắn ta tên đêm qua ha anh được cười quá chạy xe kiểu gì vậy đây là bệnh viện chứ không phải là chỗ đua xe anh chạy kiểu đó lỡ gây tai nạn thì sao còn ở đó hỏi tôi muốn gì à cô nhận ra hắn nhưng giả vờ như không quen biết hắn vì cô không muốn có chuyện gì dính tới hắn Muốn bao nhiêu tiền hắn dường như cũng nhận ra cô nhưng nhìn cô không phản ứng gì trước hắn cả nên hắn thầm nghĩ không lẽ cô ta quên mình rồi nhỉ anh nghĩ cái gì cũng giải quyết bằng tiền à dù tôi không bị sao nhưng tôi cảnh cáo anh từ nay lái xe cho đàng hoàng dùng cái Cô định quay lưng bỏ đi thì một bàn tay to lớn bắt lại. "Em quên tôi rồi sao, cô gái nhỏ?" "À không, bác sĩ Hoàng mới đúng." Hắn nở nụ cười tỏa nắng, kéo cô đến gần. "Em buông tôi ra, tôi không quen anh." Cô giằng tay hắn ra, nhưng hắn cứ nắm chặt. "Giả vờ quên tôi? À, hay là muốn tôi đem những bức ảnh của em đi phát tán hả?" hắn gian tà hỏi cô làm cô có chút dùng mình ở đây là bệnh viện mong anh cư xử đàng hoàng một chút dù gì thì tôi cũng là bác sĩ ở đây nên anh giữ ý tứ dùng tôi lúc này hắn buông cô ra hay là mình đi nói chuyện chút đi tôi không rảnh có bệnh nhân đang tìm tôi nên phiền là anh về đi tôi không rảnh để tiếp anh tôi chính là người bệnh nhân tìm em đấy lúc này tôi nghĩ khi em về em sẽ đến bệnh viện nên đến kiếm em nhưng em về nhà nên tôi đành nhắn gọi em đến đây đấy vậy tôi không tiếp anh này em thấy có bác sĩ nào mà lại không nhận bệnh nhân đâu chứ <laughs> anh là bệnh nhân ư anh bệnh gì tôi cũng là người thì cũng bị bệnh chứ được vậy thì mời anh lên phòng khám đi tôi khám cho anh nhưng khám xong thì đừng làm phiền tôi nữa được cô đâu ngờ mình lại sắp dính bẫy của hắn ta rồi nằm lên giường bệnh bắt đầu giả vờ đau nhức nằm quằn quại trên giường cô nhìn hắn mà lắc đầu hắn nên chuyển sang làm diễn viên được rồi đấy rõ ràng đêm qua thì cầm thú hôm nay thì than đau nhức khắp người anh chuyển sang làm diễn viên được rồi đấy tôi thấy anh có năng khiếu lắm đấy cô nhìn anh mà phì cười tên này muốn giỡn mặt với cô à tôi đau nhức khắp người thật mà em không tin thì xem thử đi ai đêm qua anh cầm thú lắm mà sao giờ than đau nhức chứ với lại lúc nãy vẫn còn khỏe sao giờ thành ra như vậy do lúc nãy cố chịu thôi giờ gặp bác sĩ hoàng đây mới dám than em khám xem tôi có bị sao không cô tiến lại gần hắn chạm vào tay của hắn đau đây à đau đây này Hắn chỉ lưng sau đó chỉ vai rồi chỉ chân, rốt cuộc là anh còn chỗ nào không đau không? Hay là để tôi tiêm một mũi giảm đau nhức cho anh nhé." Cô nở một nụ cười man dở. "Không cần đâu. Em chỉ cần cho thuốc tôi uống là được." Hắn khẽ nuốt nước miếng nhìn cô thật đáng sợ. "Không đau đâu, chứ anh để mình như vậy sao chịu nổi. Hay em khám ở đây cho tôi đi." nó đang loạn nhịp vì em đây hắn lấy tay cô chạm vào ngực hắn cô cảm nhận được nó đang hòa nhịp đều đều cô đỏ mặt quay đi chỗ khác định quay đi hắn vẫn giữ tay cô kéo cô xuống giường lật người lại lập tức cô nằm ngay dưới thân hắn này buông tôi ra anh làm gì thế thả tôi ra cô rằng hắn ra nhưng dù gì cô cũng là phụ nữ nên yếu thế hơn tay hắn kìm chặt tay cô đưa lên đỉnh đầu muốn hết đau nhức chỉ có cách vận động mới khỏi thôi nên tôi sẽ vận động với em nhé hắn gian tà nhìn cô giãy sủa anh thả tôi ra đồ biến thái tôi chỉ thích biến thái với em bệnh tôi chỉ có em là liều thuốc chữa được thôi rốt cuộc tôi thiếu nợ anh cái gì mà sao anh cứ đeo bám tôi mãi Chẳng phải tôi nói là Coi như chúng ta không quen biết nhau rồi sao Nợ tình chỉ hai chữ Cô tròn mắt phẫn nộ nhìn hắn À ừm Chưa kịp mở miệng nói Thì cô đã bị hắn chặn lại Hắn mò xuống cái áo blue của cô Kéo quăng ra Lần mò chiếc áo sơ mi của cô Bật mở từng cúc áo Mỗi lần tay hắn chuyển động là người cô run lên Không cần Thả ra, tôi không tha cho anh cô vẫn chửi rủa hắn nhưng hắn vẫn mặc kệ tiếp tục công việc của mình chiếc cục cuối cùng cũng được mở ra hắn kéo áo của cô xuống để lộ làn da trắng mịn của cô làm dục vọng của hắn càng tăng lên chết tiệt em làm tôi không thể kìm chế được rồi tiểu yêu tinh hắn gầm lên muốn đem cả thân thể của cô ăn sạch sẽ dục vọng của hắn đang tăng thì bóng tiếng gõ cửa vang lên buông tôi ra có người đến cô đẩy hắn ra chỉnh sửa lại quần áo cô thầm cảm ơn người đó cứu vớt đời cô rồi chắc lát nữa sẽ mời người đó đi ăn cơm quá chết tiệt đúng là phá đám mất cả hứng mà hắn thầm rủa tên đáng ghét nào dám phá chuyện tốt của hắn xém được ăn thịt rồi mà còn bị phá cô mừng vội đi mở cửa bác sĩ nghĩa hồ sơ bệnh nhân đây ạ là bác sĩ trần mới vào làm ở bệnh viện đây mà cậu ấy rất nhút nhát nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất thích lị an nên cô thường hay chọc họ lắm cảm ơn cậu nhé mà này cậu ăn gì chưa vẫn chưa vậy đợi tôi đem hồ sơ vào rồi mình đi qua rủ lị an đi ăn nhé à được cậu vừa nghe đến lị an thì đỏ mặt Quay lưng đi Đều hồ sơ lên bàn Nói với hắn Nè Về đi Tôi bận công việc rồi Anh về đi Bác sĩ gì vô trách nhiệm như vậy Em đã cho tôi thuốc đâu Còn chưa khám mà đi vội vậy Cô lấy thuốc đưa hắn Thuốc đấy lấy về ngày uống 3 lần Nếu hết cứ đem đơn thuốc này ra tiệm thuốc mua Tôi ngưng tiếp anh Này chưa kịp nói thì cô vội đi mất xém thành công kế hoạch rồi còn bị phá đám lần sau nhất định sẽ đem em ăn sạch sẽ hắn cũng đẩy cửa bước đi ở tại chỗ quán ăn hôm nay tôi sẽ khao châu này cảm ơn bác sĩ trần xém chút nữa là tôi che rồi chuyện gì với cậu sao niệm niệm lị an tò mò hỏi xém bị sói ăn thịt rồi sói ăn thịt mọi chuyện là sao để hôm nào tôi sẽ kể Hôm nay không được Ok Hôm nay ăn thật nhiều đi Tôi muốn ăn thật nhiều để quên đi chuyện hôm nay Kể cả chuyện hôm qua Nào, dô Cô nâng ly rượu lên uống sạch Sau khi ăn uống xong Trời cũng đã sập tối Hoàng Ngọc Niệm tạm biệt Lị An Và bác sĩ Trần lái xe về nhà Từ lúc cô phát hiện chuyện của anh ta tới giờ Cô chẳng muốn quay về nhà một chút nào lý trí cô muốn chia tay anh ta nhưng con tim lại không muốn cô rất đắn đo không biết nên làm thế nào nên cô cứ quyết định tránh mặt anh ta nhưng cũng phải quay về nhà để lấy một vài thứ cần thiết chiếc xe tăng tốc nhanh hơn cô hạ cửa kính gió xuống cứ thế thổi vào xe tạo cho cô cảm giác lành lạnh cũng như trái tim cô hiện giờ bị người mình coi là quan trọng nhất phản bội cô sẽ không cho anh ta một cơ hội nào nữa đâu có lẽ ngay từ đầu anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của cô thôi. Nhưng đàn ông mà ai cũng sẽ mau chán thôi. Thứ gì họ không có được, họ sẽ cố gắng có cho được. Rồi khi có được, họ sẽ vứt bỏ. Bỗng dừng hình bóng người đàn ông hôm qua hiện lên trong đầu cô Dương Thế Minh. Cô nhớ tới lúc ngà ngà say, nhưng cô vẫn nhìn rõ gương mặt hắn, vẻ đẹp trai lạnh lùng kiêu hãnh, đúng chuẩn người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái ấy sao mình lại nghĩ đến hắn chứ? Lắc đầu xua đuổi suy nghĩ vừa rồi. Mãi suy nghĩ thì cũng lấy xe về đến nhà. Cô định lấy chìa khóa mở cửa, nhưng thấy cửa không khóa. Chắc anh ta có nhà. Cô nhẹ đẩy cửa đi vào. Đèn vẫn còn mở, từ ngoài cô đã nghe thấy âm thanh đó. Lại là thứ âm thanh ái muội đó của đôi nam nữ kia. Cô biết rõ trong căn phòng đó, ngập tràn sự nóng bỏng Tiếng rên rỉ của đôi nam nữ kia hòa quyện vào nhau Nhưng họ nào biết ngoài này cô bất lực ngã xuống Nước mắt lăn dài trên má cô Cố kìm nén không để bật ra tiếng nước nghẹn Hoàng Ngọc Niệm cố kìm lại lau sạch nước mắt Cố tạo ra gương mặt bình tĩnh nhất đẩy cửa vào Người bên trong nghe tiếng động quay lại Còn ả à kia thấy cô vào Ả à ta kéo chăn lên Nép sau lưng hắn ta Còn hắn ta thì thấy cô xanh mặt như gặp ma ấp á ấp úng Niệm nhi Không 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 như những gì em thấy đâu Đừng nói gì nữa Đủ lắm rồi Nhanh cút khỏi nhà tôi ngay Thật ra tôi biết chuyện này lâu rồi Tôi chỉ muốn coi anh diễn lên bao lâu thôi Chia tay đi Anh và cô ta nhanh chóng cút khỏi đây cho tôi Nơi đây đã bị hai các người làm ô uế quá rồi Cô nói xong Đóng cửa bước ra sofa ngồi Hắn ta bảo à ta vội mặc quần áo vào Hắn chạy ra ôm chặt cô giải thích Thật ra anh bị cô ta dụ dỗ Em hãy tin anh Bốp Cô tát vào mặt hắn Không cần phải nói nhiều vô ích Tôi biết chuyện này lâu rồi Tại tôi muốn xem vở kịch của anh diễn lên đâu Đi đi Cút khỏi đây Cô thét lớn, cố ngăn giọt nước mắt rơi Vì cô không muốn để hắn thấy cô yếu đuối nếu như cô biết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết hắn ôm mặt nói tôi không còn yêu cô nữa thật ra lúc đầu quen cô chỉ vì lúc đó cô xinh đẹp nhưng lúc đó tôi chỉ muốn có được cô thôi nhưng rồi cô không đáp ứng nhu cầu của tôi nên đâm ra dần chán cô từ lúc cô ấy vào công ty tôi cô ấy luôn đáp ứng cho tôi giờ cô ấy có thai rồi nên tôi sẽ chăm sóc cô ấy Đau ư Anh ta nói không còn yêu cô nữa Cô ả kia có thai ư Vậy mà cô còn phân vân không muốn chia tay hắn Cô cười Nụ cười đấy chưa sót Quả đúng như cô nghĩ Anh ta đến với cô chỉ vì vẻ bề ngoài của mình thôi Thật là thực sự ngu ngốc Nhưng dù sao tôi cũng nên xin lỗi Dù gì chúng ta cũng bên nhau 5 năm Không còn tình Thì cũng còn nghĩa Đây là thẻ ngân hàng của tôi Cầm lấy đi không cần. Đi đi. Tình cảm 5 năm chỉ bằng câu xin lỗi là cái thẻ ngân hàng ư? Cô không cần thứ đó. Cô sắp không thể cứng rắn được nữa. Cô cũng là con gái yếu đuối mạnh mẽ bên ngoài nhưng trong lòng yếu đuối. Hắn soạn đồ bỏ vào vali, nắm tay ả sắt đi. Sau khi họ ra khỏi nhà cô, cô ngã xuống ghế khóc. Cô khóc thật lớn, cô thấy ngột ngạt và khó thở. Cô thấy đổ nát và hoang tàn. Cô muốn chết Một cái chết thật dữ dội thật thảm khốc Nhìn chiếc nhẫn hắn ta cầu hôn cô Cô tháo ra và ném đi Anh đã phản bội cô Nỗi đau này lớn hơn tất cả Những buồn đau Mà anh gây ra cho cô trong 5 năm yêu nhau Hoàng Ngọc Niệm đã từng khóc lóc vật vã Suốt 2 tiếng đồng hồ để quên đi chuyện của anh ta Anh ta thực sự đã phản bội cô Cái đắng có Hận có, Cô muốn hóng gió một chút cho sảng khoái nên lái xe đi. Cô muốn đến một nơi, nơi đó cô rất từng hạnh phúc, nhưng giờ nơi đó không còn đặc biệt nữa. Dừng xe lại ở một cánh đồng hoa oải hương lớn. Cô rất thích hoa oải hương, loài hoa thơm ngát tự trưng cho sự trung thủy. Cô nhớ lại năm đó, một đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau trên cánh đồng hoa oải hương. Hạo Văn, bắt em đi. Đợi đó, anh bắt được sẽ cho em biết tay hai người họ cứ thế nô đùa với nhau ai nhìn vào cũng thầm chúc phúc cho họ bắt được em rồi anh ta ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô giờ em nhắm mắt lại đi anh có bất ngờ cho em bất ngờ gì ạ không nói được nếu nói ra sẽ hết hấp dẫn nào nhắm mắt lại cô nhắm mắt lại anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ kèm một bó hoa oải hương rồi mở mắt ra đi cô vừa mở mắt ra làm vợ anh nhé anh đưa ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô em đồng ý cô ôm chặt lấy anh và khóc như một đứa trẻ anh kéo tay cô và đeo nhẫn cho cô cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh em chờ ngày này lâu lắm rồi em yêu anh trở lại với thực tế nhớ ngày đó hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây cô đau lòng bao nhiêu anh từng hứa với cô sẽ bên cô mà không còn nước mắt để khóc nữa cô đã khóc nhiều lắm rồi từ giờ cô sẽ tập quên anh ta và sống cho mình nhiều hơn để một ngày anh ta thấy cô không yếu đuối cô rời khỏi cánh đồng hoa oải hương lái xe về bệnh viện đến bệnh viện cô đi thẳng vào phòng làm việc cô không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa nên cô muốn dành cả thời gian này để làm xong mấy hồ sơ bệnh nhân nhìn lên đồng hồ cũng đã một giờ đêm rồi cô cũng không biết từ khi nào mình lại thức khuya đến vậy Thấy tiếng động mở cửa Cô giật mình ngước lên Là Lị An Cậu không về nhà sao niệm niệm Lị An vừa rủi mắt vừa ngáp Tớ chỉ về lấy đồ thôi Tớ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi à Giờ bắt đèn sáng quá Chắc cô nàng không ngủ được Không có đâu Tự nhiên giật mình thức giấc Thấy phòng làm việc của cậu còn sáng Nên qua xem thử thôi Cậu đừng làm việc quá sức nhá, nhanh ngủ đi Được rồi, cậu ngủ đi, sắp xong rồi cô vẫn tiếp tục đánh máy. Ừ, vậy tớ ngủ tiếp đây. Khi Lị An đóng cửa lại, cô dựa vào ghế xoa bóp vai rồi tiếp tục công việc. Rồi cô mệt mỏi ngủ tiếp đi không hay. Trong mơ không biết cô mơ thấy gì mà nước mắt cứ rơi xuống. Sáng hôm sau. Nè, niềm điểm, điểm thức dậy đi, muốn ngủ thì xuống giường nằm. Cậu nằm gục lên bàn như vậy không hỏi à? Lị An lay người cô. Ừ, Lị An đấy à? Mới sáng mà, để tớ ngủ một chút đi, tớ mệt quá Cô vẫn còn mê man Cậu muốn ngủ thì xuống giường mà nằm ngủ Thức khuya rồi ngủ nướng Cậu biết mấy giờ rồi không? Đến giờ cơm trưa luôn rồi đây này <laughs> Cậu la mãi vào tay tớ như vậy Sao mà ngủ được? Cô ngồi dậy đầu óc rối bù Mắt hơi sưng do giấc mơ đêm qua của cô ư Ngắm dung nhan của mình đi Như là ma ấy Mau chỉnh chu lại Không thôi bệnh nhân vào á à. Khám thấy gương mặt cậu như thế Chắc họ chạy mất dép Lị An đưa cái gương tới trước mặt cô Là mình đây sao Tiểu tụy có mức Không được Mình không thể để anh ta thấy bộ dạng mình lúc này Cô thầm nghĩ và bắt đầu vào nhà vệ sinh Vệ sinh cá nhân tắm rửa Sau khi bước ra Có vẻ cô đã lấy lại vẻ đẹp của mình trước đây rồi Chiếc váy đen ôm lấy người Cô dần hiện ra đường cong Khoác thêm chiếc áo blue trắng Nhìn cô như một nữ thần chưa giờ lo công việc mà quên chăm sóc nhan sắc của mình Ăn mặc thì cứ như bà cô già Nhưng giờ thì ai dám nói cô là bà cô già nữa không Lị An cũng há hốc mồm Cô hôm nay mặc váy quá ư là sexy như vậy Thì bọn đàn ông ai chả ham muốn cô Còn mê nữa là Ôi đúng là niệm niệm tớ quen trước đây mà Xinh đẹp quá, sexy nữa Hãy làm cho hắn hối hận cả đời đi niệm niệm Đúng rồi, sẽ có một ngày hắn ta phải quỳ gối van xin tớ quay lại thôi nụ cười trên môi của cô cũng đủ làm người đối diện lạnh thấu xương hôm nay tôi thay đổi rồi tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những việc làm của anh cô bước ra khỏi phòng làm việc và đem hồ sơ đi bước ra mọi người bác sĩ lẫn bệnh nhân nhìn cô với đôi mắt trái tim không ngờ bệnh viện chúng ta lại có hoa khôi xinh đẹp như thế nhiều người xì xầm khen ngợi là bác sĩ hoàng ngọc niệm đúng không sao hôm nay nhìn cô ấy lạ thế vài y tá xì xầm hỏi nhau cô cứ thế thẳng bước đi cộc cộc tiếng giày cao gót cứ thế vang lên từ nay tôi sẽ thay đổi không còn là một bà cô già nữa để anh coi tôi không yếu đuối đâu cô đem hồ sơ lên phòng của giáo sư thì ông cũng ngạc nhiên vô cùng vì cũng hơi già rồi nên mắt cũng hơi mờ Ông đẩy gọng kính lên và nhướng mắt hỏi cô Chào giáo sư Con em hồ sơ bệnh nhân đây ạ Đó giờ ta ít thấy cô Là bác sĩ mới sao Ông nheo mắt hỏi Giáo sư Ông không nhận ra con à Hoàng Ngọc Niệm đây mà Ai, Niệm Niệm đây à Đúng là già cả rồi Không nhìn rõ thật rồi Trông cháu xinh lắm đấy Hôm nay hẹn hò hay sao Dạ không phải đâu giáo sư ạ chỉ là con muốn thay đổi một chút thôi Được rồi, con để hồ sơ lên bàn đi Dạ, vậy con về phòng làm việc đây ạ Cô để hồ sơ lên bàn Rồi cúi người chào giáo sư rồi đi Sau khi bước ra khỏi phòng giáo sư Cô thở phù Mình thay đổi đến thế sao Mọi người thân thuộc với mình như vậy Mà Cũng không nhận ra mình nữa Đang đi thì bỗng chuông điện thoại vang lên vẽ lại khuôn mặt người lưu giữ nơi trái tim ta. Ai cũng không lấy được bức tranh buổi đầu gặp gỡ. Bài hát họa tình của siêu bối na su dương vang lên. Cô rất thích bài hát này. Nhạy lấy điện thoại ra, một dòng số lạ. Là ai vậy nhỉ? Alo? Chào bác sĩ xinh đẹp của tôi. Lâu không gặp rồi, còn nhớ tôi không? Một giọng nói trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia. Là anh à? tên biến thái này sao thích gọi tôi là tên biến thái vậy tôi nào có biến thái đâu anh không biến thái mà là quá biến thái mà sao anh lại có số tôi chả phải là em cho tôi hôm đó sao có sao hôm đó tôi hỏi tên nghề nghiệp và số điện thoại em chả đọc cho tôi còn gì sao anh có thể nhớ được tôi chỉ đọc sơ qua mà anh cũng thuộc à cô ngạc nhiên người đàn ông này thông minh đến thế ư số người khác thì tôi không thuộc nhưng số em thì tôi thuộc thôi tôi không rảnh để nói chuyện với anh đâu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa khoan đã tôi mời em ăn cơm được chứ tôi không rảnh còn rất nhiều việc nhưng mà tôi thì rảnh chắc tôi sẽ đem vài tấm ảnh của em hôm đó dán khắp bệnh viện quá anh anh được lắm tôi phải làm gì để anh không làm phiền tôi nữa hả chỉ có một cách duy nhất đó là làm người tình của tôi anh đùa tôi chắc cô bên này tức đến đỏ cả mặt thực sự muốn giết chết hắn cho xong tôi không đùa tôi muốn em là người tình của tôi và dọn đến nhà tôi ở anh thật là bị ổi sao đó là phúc của em đấy biết bao nhiêu cô gái muốn mà em không muốn à họ muốn thì tìm họ đi đừng tìm tôi nữa xin lỗi tôi cúp máy đây này này em được lắm dám cúp máy của tôi tôi sẽ không bỏ qua đâu dám đâu tài liệu của anh đây một chàng trai đem tài liệu vào run run nhìn anh tức giận đến nỗi Khiến người đối diện nhìn vào Cũng đủ chân tay run rẩy Để đó đi Bảo mọi người hôm nay sẽ không họp Tôi bận công việc nên rời sang hôm khác Anh lạnh lùng nói Vâng Anh ta run lên và đặt sức tài liệu lên bàn Rồi quay người đi Nhiều người bắt đầu bàn tán Không biết ai làm cho Dương Tổng tức giận đến vậy Người đó chắc gan trời đấy mà Không biết sẽ bị Dương Tổng xử lý ra sao Thầy hắn bước ra thì mọi người quay trở lại làm việc Hắn nở một nụ cười lạnh Nhẹ nhàng với em không muốn Muốn tôi dùng biện pháp mạnh đây mà Nhích môi cười làm mọi người lạnh sống lưng Anh bước ra cửa lái xe đi Hắn lao xe đến bệnh viện Chiếc xe nhanh như gió đã phóng vụt đến bệnh viện Đến nơi hắn chạy xe đậu gần đó sau đó đi thẳng vào trong tìm cô tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ hắn hôm nay mặc một bộ vét đen trông rất lịch lãm hắn tiến đến phòng làm việc của cô đẩy cửa đi vào ngỡ ngàng cô sẽ bất ngờ nhưng không vừa đẩy cửa vào thì không có cô ở đây cô ấy đi đâu rồi nhỉ hắn thầm nghĩ sau đó đóng cửa lại đi ra hắn thấy một cô y tá đi ngang hắn lại hỏi cho tôi hỏi bác sĩ điệp đi đâu rồi Cô y tá nhìn hắn với ánh mắt trái tim Tại sao lại có người đàn ông xoáy ca đến vậy Vừa đẹp trai phong độ Lịch lãm nữa chứ Trong khi cô gái vẫn còn nhìn hắn Thì hắn gọi Này Hắn gằn giọng À vâng vâng Cô gái đó cuối cùng cũng tỉnh Ấp úng trả lời Bác sĩ điệp ra ngoài rồi ạ Nhưng không biết cô ấy đi đâu <laughs> Đi đâu nhỉ đây là số điện thoại của tôi Khi nào bác sĩ niệm quay lại Hãy gọi ngay cho tôi nhé Hắn đưa cho cô y tá đó Một miếng giấy rồi quay đi Cùng lúc đó Hắn vừa ra khỏi bệnh viện Cô cũng vừa đi vào Trên tay xách rất nhiều đồ ăn Nào là đồ ăn vặt, nước ngọt, hamburger Và vài thức ăn nhanh khác Những bệnh nhân khác nhìn cô mang đồ ăn vào Như người đi tị nạn Lúc đó cô y tá lúc nãy thấy cô quay về Nên lấy điện thoại ra điện cho hắn Cô chạy nhanh vào phòng làm việc Cho tất cả đồ ăn vào trong tủ lạnh Đói quá thưởng thức tôi Cái hamburger trên tay cô Vừa định đưa vào miệng Thì tiếng gõ cửa Cô vội đứng lên mở cửa Thầm nguyên rủa cái tên chết tiệc nào phá đám Lúc đang ăn như thế này Vừa mở cửa Thì hắn ép cô vào tường Cô vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn Không biết tên biến thái nào Vậy do cô chỉ cao tới ngực hắn Nên không nhìn thấy mặt hắn cô ngước mặt lên là hắn tên biến thái thả tôi ra cái tên biến thái này cô đẩy hắn ra nhưng không lay chuyển em đói đến vậy sao sao lúc nãy tôi gọi mời em đi ăn tại sao lại không đi mà còn dám cắt ngang điện thoại của tôi cô thấy rõ hắn đang tức giận nhưng cô vẫn đẩy hắn ra tôi thích được không giờ chưa phải là giờ tôi khám bệnh đâu phiền anh đi ra dùng tôi Đúng là không dạy dỗ em Thì em không chịu ngoan ngoãn nghe lời mà Nói xong Hắn vác cô lên vai Đẩy ra cửa đi ra ngoài Mặc cho mọi người nhìn hắn và cô Thả tôi xuống Đây là bệnh viện Và tôi là bác sĩ Làm ơn giữ ý tứ dùng tôi Cô vùng vàng cao cấu lưng hắn Nhưng hắn vẫn chậm rãi bước đi Tên biến thái, thả tôi xuống Tôi nói anh không nghe thấy hả? À? Tôi sẽ kiện anh vì anh bắt cóc tôi đây Những bác sĩ bệnh nhân đều nhìn hắn vác cô đi Nhưng không một ai dám can thiệp Những cô y tá và vài bác sĩ nữ nhìn họ Với ánh mắt ngưỡng mộ Thầm khem họ đẹp đôi Xin lỗi bác sĩ niệm Cô y tá lúc nãy thầm xin lỗi Nếu cô ấy mà biết cô điện cho hắn đến Chắc cô ấy xé xác cô mất Ra đến xe hắn quăng mạnh bảo cô vào xe ôi tệ này anh muốn giết tôi à đau quá cô xoa cái mông tội nghiệp của mình hắn đi vòng qua đóng cửa lại thắt dây an toàn cho cô sau đó lấy xe đi trên xe cô không ngừng chửi rủa hắn nhưng hắn thì im lặng này anh đưa tôi đi đâu vậy hả hắn im lặng này tên miến thái vẫn im lặng này anh bị điếc à cuối cùng hắn dừng xe lại tiến gần đến cô áp sát mặt vào cô nói Tôi có tên Chứ không phải là tên này Anh tránh ra Cô đẩy hắn ra Dường Thế Minh Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi Tại sao không tha cho tôi Tôi muốn gì á à? Hẳn là em rõ hơn tôi mới đúng chứ Anh Anh có biết là anh đang bắt cóc tôi không hả Tôi không có bắt cóc Chỉ là rước phu nhân của mình về nhà thôi ai bảo là phu nhân anh cô đỏ mặt quay đi rồi em sẽ biết bây giờ thì im lặng còn nói nữa tôi sẽ không đảm bảo kiềm chế được mình đâu hắn ham dọa cô làm cô run người cô đành im lặng và nghĩ cách chuồn niệm niệm cố kìm lại không thôi hắn sẽ nổi thú tính lên thì chết từ từ nghĩ cách chiếc xe của hắn lái đến một căn biệt thự xa hoa làm cô cũng phải giật mình và há hốc mồm vì nó diện tích siêu lớn phong cách đẳng cấp nội thất sang trọng và xa hoa với phong cách tối giản khỏe khoắn toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp gam màu được sử dụng xuyên suốt căn biệt thự là trắng và đen nhấn nhá bằng màu da cam nóng bỏng quyến rũ tôi không ngờ anh lại giàu đến thế hoàng ngọc niệm mắt chữ a mồm chữ O nhìn căn biệt thự trước mặt bây giờ em đổi ý làm phu nhân của tôi cũng không muộn đâu hắn cười nhìn cô người đàn ông này cũng khá là đẹp trai nhà giàu đúng kiểu mà mình thích mình nghĩ gì vậy nhở thôi mặc kệ hắn giàu thế nào nhưng mình đang ở hang cọp phải tìm cách trốn khỏi đây mới được cô thầm nghĩ rồi giả bộ la oai oải ôi đau bụng quá anh có thể đưa tôi đến tiệm thuốc được không em nói tôi giờ em diễn còn hay hơn tôi nữa nhà tôi vẫn có thuốc không cần phải ra tiệm nếu ông cần bác sĩ thì cũng có cho em chết rồi phải làm sao đây phải nghĩ cách khác mới được cô lẩm bẩm trong miệng à đúng rồi anh đưa tôi đến đây nhưng tôi không mang quần áo theo thì làm sao đây tôi sẽ mua cho em Giờ thì vào trong đi Hay là muốn đứng ở đây Cô đành ngậm ngùi theo hắn vào trong Trong nhà bài trí nhiều món đội thất Phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt Thư giãn và giải trí cho quý ông Như gara ô tô với loạt xế khủng sang trọng Phòng giải trí với bàn bia Bi lắc độc đáo Phòng gym với đầy đủ trang thiết bị Những chi tiết trang trí Cũng đậm chất đàn ông Xe Bentley đẳng cấp Mô hình mô tô dream dean chất lừ Bức ảnh võ sĩ Ali quyền lực và mạnh mẽ Ảnh chụp phong cảnh phóng khoáng và nổi bật Này, khi nào đưa tôi đi mua đồ ăn đây? Tôi đói quá, có gì ăn không? Cô xoa xoa cái bụng tội nghiệp Nguyên rùa hắn lúc nãy sắp được ăn rồi thì bị hắn phá Đúng rồi, tôi cũng thấy đói Hay là em làm điểm tâm cho tôi đi Hắn tiến gần đến cô làm cô lùi bước Như hổ đang bị dồn con mồi vào tường này, tránh ra Cô quay lại thì thấy mình bị hắn dồn vào tường Làm sao chạy đây Tôi muốn làm chuyện giang dở hôm bữa Hắn chống tay Ép sát cô vào tường Mặt hắn tiến lại gần mặt cô Cô cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn Đang phả vào mặt mình Tay hắn kìm chặt tay cô lên đỉnh đầu Làm cô không thể nhúc nhích Thà cho tôi đi, làm ơn Cô cầu xin hắn Nhưng hắn bỏ ngoài tay Đôi đôi tay vuốt dọc gương mặt cô. Bây giờ, cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Lúc này dục vọng trong người hắn tăng thêm. Cô biết hôm nay có trốn cũng không được. Rồi người đàn ông làm cho cô không có khả năng phản kháng. Hắn bế cô lên phòng đặt cô nhẹ xuống giường, lại kìm chặt tay cô lên đỉnh đầu. Thả tôi ra, tên biên thai. Cổ họng hắn hoàn toàn khô nóng, nhìn cô đang dãy rụa trên giường, bàn tay không yên phận tiến dần đến chiếc áo sơ mi của cô ngập ngừng một lúc mới hạ xuống thật mềm mại thật lớn bàn tay còn lại cũng không yên phận đặt lên ngực còn lại xoa nắn động tác ngày một nhanh làm cô không khỏi rên lên ngập ngừng một lúc mới hạ xuống thật mềm mại thật lớn dương thế mình nhanh chóng thoát cho chiếc áo sơ mi của cô và chiếc bra ra khỏi người cô đầu óc đang trong tình trạng mê muội trong nháy mắt hoàng ngọc niệm đã bị tư thế quỳ mở rộng hai chân làm cho tình hồn cô rõ ràng không muốn phối hợp quay đầu nhìn hắn đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn xung quanh yên lặng không có bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ nóng vẫn là nóng cô không biết duy trì trong bao lâu lúc sau thì thắt lưng bị mỏi nhừ cô nhiều lần bị hắn làm cho mệt mỏi sau đó cô chạy vào nhà tắm lúc này hắn ở ngoài chỉnh chu lại quần áo trên người tha cho em đây ra đây đi hôm nay tôi không có hứng thú lắm chỉ muốn dạy dỗ em một chút thôi hắn cất giọng nói vọng vào tôi không tin lỡ ra mà bị cơn thu tính trong người anh vẫn còn thì làm sao không có đâu tôi đưa em đi tiện thể mua quần áo cho em tôi không cần Đưa tôi về bệnh viện là được rồi Cô chỉnh sửa quần áo trên người rồi bước ra Tôi không muốn đưa em về chút nào Chỉ muốn em ở đây và làm phu nhân của tôi Anh mơ à? Không có vụ đó đâu Em thích cái này chứ Hắn đưa cái video lên cho cô xem Là hình ảnh đêm đó cô và hắn Tiếng rên rỉ cầu xin của cô đêm đó nghe xong cô thoáng đỏ mặt Vừa tức vừa xấu hổ anh đúng là đồ hạ lưu vô liêm sỉ. Si. Nếu mấy tấm hình kia không làm gì được em, thì đoạn video này chắc có lẽ được. Nếu mà được phát tán ở bệnh viện của em và cho chồng sắp cưới của em coi thì... Anh, rốt cuộc là anh muốn gì hả? Bên ngoài còn nhiều nữ nhân khác xinh đẹp quyến rũ hơn tôi. Sao không chọn họ? Nhưng tôi chỉ hứng thú với em thôi. Mà anh đừng nhắc đến chồng sắp cưới nữa, Tôi và hắn đã không còn có quan hệ gì rồi Cha Nhanh vậy sao Mà cô gái của lỗ sĩ như em Bọn đàn ông không thích đâu Mặc kệ tôi Nhưng anh nói tôi vậy Sao anh vẫn hưng thú với tôi Không biết nữa Tại thích thôi Sao em muốn trao đổi thế nào Được tôi thua anh Cô cố ngăn dòng lệ của mình Hắn bước đến vuốt ve gương mặt của cô lau nước mắt cho cô. Từ nay ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đi. Cô im lặng không nói gì. Bây giờ thì tôi đưa em đi mua sắm. Tiện thì đi ăn luôn. Lúc nãy em chưa ăn gì đúng không? Ừ. Đi thôi. Hắn dẫn cô ra xe nhẹ mở cửa xe cho cô và ngồi vào đóng cửa lại quay trở lại ghế lái của mình quay qua thắt dây an toàn cho cô. Cô thoáng đỏ mặt tim đập hơi nhanh, bây giờ mới để ý kỹ hắn rất đẹp trai. Muốn ngắm thì em cứ nói. Tối về tôi cho em ngắm. Giọng nói của hắn làm cô giật mình quay đi hướng khác, hành động đó làm hắn bật cười. Không cần, bên ngoài còn nhiều người đẹp trai hơn, để tôi ngắm, đâu phải có mình anh đâu. Cho em nói lại đây, em chỉ được ngắm mình tôi thôi. Hắn bá đảo ép cô vào sát xe cô cố né mặt hắn nhưng bị tay hắn giữ gương mặt lại hôn lên môi cô cô rằng đẩy hắn ra nhưng bị yếu thế hơn nên để hắn hôn nụ hôn kéo dài 5 phút làm cô nghẹt cả thở thấy cô không thở được nữa hắn mới thả cô ra đây là sự trừng phạt khi phát ngôn bậy bạ hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô khẽ vuốt môi mình cảm nhận hơi ấm vừa rồi còn cô thì không dám nói nữa Sợ hắn nổi cơn thú tính trong người Nên đành im lặng Chia xe dừng lại ở trung tâm thành phố Đậu trước một shop thời trang The World nổi tiếng nhất thành phố Shop này chỉ có những người nổi tiếng Hoặc là giàu có trong giới thượng lưu Thì mới vào mua được thôi Chứ người thường vào mua Chắc cũng không đỡ nổi Vì giá tiền của nó Nhưng cái áo rẻ nhất cũng khoảng 10 triệu Còn lại từ 10 triệu trở lên nhưng nhiều người nổi tiếng đều đổ xô đến shop này vì ở đây có thể nói là tập hợp tất cả những trang phục túi sách giày dép hiệu ở các nước đều tập hợp về đây đây chẳng phải là the world sao cô vẫn còn ngơ ngác vì từ đó đến giờ chỉ nghe nhắc đến nơi đây chứ chưa bao giờ được bước vào vì tiền lương của cô còn không đủ để trang trải cuộc sống nữa chứ đừng nói chi là dư tiền để vào đây làm gì mà đờ người ra thế vào thôi Hắn kéo tay cô vào trong. Đối với hắn, những cái shop như thế này, hắn vào ra như là ăn cơm bữa vậy. Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh vào trong, thì ở cửa có hai nhân viên lễ phép chào cô và hắn. Bỗng một người phụ nữ trung niên bước đến chào hắn và mỉm cười. Chào Dương Tổng, hôm nay sao có nhiều mẫu vét mới, anh có muốn xem thử không? Người phụ nữ ấy đột nhiên nhìn sang cô. Ấy chà! Cuối cùng cũng thấy ngày Dương Tổng dắt bạn gái đi mua đồ rồi nhỉ Người phụ nữ đó che miệng cười nhìn cô vẫn còn đang ngơ ngác Trước vẻ đẹp của những chiếc váy ở đây Lựa cho cô ấy vài mẫu quần áo đẹp nhất ở đây Tôi không phải là bạn gái của hắn đâu, cô đừng hiểu nhầm Vâng thưa Dương Tổng, cô gái đi theo tôi Người phụ nữ đó đi trước còn cô lẽo đẽo theo sau Đây là những mẫu quần áo mới nhập về và đang hot nhất đấy ạ Cô cứ lựa thoải mái, Người phụ nữ lịch sự mỉm cười và kéo cô đến tủ quần áo. Cô cầm cái váy lên, nhìn nó cô khá ưng ý, màu đỏ huyết không sáng không tối. Nhìn nó có vẻ hợp với cô. Cô với tay lấy xuống xem giá thử. Ôi trời đất ơi, giá 50 triệu. cô hốt hoảng, thét inh ỏi trong đầu. Hắn từ đằng sau đi đến ra hiệu cho người phụ nữ đó. Sao còn không vào thử đi? Hắn đến hỏi nhìn cô đứng hình nhìn cái váy, năm năm mười triệu đấy cô ấp á ấp úng cái váy này gần bằng tiền lương mấy tháng của cô cộng lại chứ có đùa đâu thích cái nào thì lấy tôi sẽ cho em mượn em có thể trả tôi từ từ mà hắn gian xảo nhìn cô thôi không cần đâu đi về thôi tôi không cần mua đâu nếu không đưa tôi đến shop khác rẻ hơn cũng được đùa em chút thôi Tôi chi trả hết, yên tâm Vào thử đi Nhưng cô còn chưa kịp nói Thì bị hắn đẩy vào phòng thử đồ Còn không thay đi Còn muốn tôi vào thay dùm à Không cần, tôi tự thay Cô đóng cửa lại Cô vừa bước ra thì hắn cũng nhìn lên Tưởng được hắn khen Nhưng hắn nói một câu làm tụt cả hứng Ăn mặc như là bà cu già vậy Đúng là em toàn lựa những gu ăn mặc Ở thập niên 90 Tôi thấy thoải mái là được chùm kín như vậy tôi không thích đổi bộ khác hắn ra lệnh cho cô cô đành đi vào thay bộ khác bộ này thì sao chùm còn kín hơn cả bộ kia thôi đổi bộ khác đi cô lại ngậm ngùi đi vào bây giờ thì được chưa thôi để tôi lựa cho em nói rồi hắn đến lấy một bộ đồ khác đưa cho cô không được rồi bộ này áo dây à sao hở dữ vậy Cô từ trong phòng thay đồ đi ra che ngực mình lại. Lấy bộ này đi, với mấy bộ kia luôn, tôi lựa sẵn rồi. Nhưng chỉ được mặc bộ này trước mặt tôi thôi, rõ chưa? Tôi không muốn mặc bộ này. Không muốn cũng phải muốn. Giờ thì đi. Tôi tính tiền lúc nãy rồi. Hắn nhìn vào vòng một của cô đang cố dùng tay che lại, bộ váy đen hở khe ngực và áo dây làm tôn lên nước da trắng của cô. Bộ váy ôm trọn đường cong hoàn hảo của cô càng làm hắn không kìm chế muốn ăn cô ngay bây giờ. Nhưng hắn cố nhịn, đợi về rồi tính. Cô chạy vào trong thay lại bộ đồ của mình. Tổng là bao nhiêu thế? Hắn đưa hóa đơn cho cô làm cô há hấp mồm. What? 600 triệu á? Tôi có lầm không? Thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng mua quần áo hay giày mà trên 10 triệu đằng này hắn ta không sợ sạt nghiệp à trả lại bớt vài bộ đi số tiền đó nhiều đến thế tôi có thể xây một căn nhà lớn luôn đấy tôi không muốn mắc nợ anh bình thường thôi nếu em sợ mắc nợ tôi thì trả tôi từ từ dùng thân mình trả cũng được hắn gian xảo đến gần không bao giờ trong một năm tôi sẽ cố kiếm tiền trả cho anh nói rồi cô đi ra xe hắn còn hắn bật cười khúc khích nhìn bóng lưng của cô đáng yêu thật đang đi trên xe cô chợt nhớ Ơi chết mình chưa có đồ kia xanh mặt bảo hắn chở cô về nhà lấy đồ nhưng hắn không cho nên đành kêu hắn dừng xe em cần thứ gì tôi sẽ mua cho em thôi anh ở đây tôi tôi tự đi mua được Nói rồi cô chạy lại một cái shop gần đó. Cô bước vào thì một nhân viên lễ phép đến hỏi cô. "Chào quý khách, cô cần mua gì ạ?" "À, tôi muốn mua đồ kia." "Dạ được ạ, mời cô qua đây." Cô nhân viên dẫn cô đến tủ đồ, cô chỉ lấy đại vài loại. Vừa định bảo cô nhân viên gói lại thì giọng nói sau lưng vang lên. "Tôi không thích những màu đó, với lại không thích em mặc những kiểu đó." Cô xanh mặt quay lại, đập vào mặt cô là gương mặt biến thái của hắn, ghé sát lại cô. Biến thái anh, anh sao vào đây được? Tôi mặc gì thì kệ tôi. Cô đỏ mặt ấp úng đẩy hắn ra. Hắn khẽ nói vào tay cô. Lựa loại dễ cởi một chút. Biến thái, anh ra ngoài đi. Cô định tát hắn, nhưng hắn nhanh tay bắt lấy tay cô, giọng gian tà. Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, chưa kịp để cô nói hắn đã vội lấy loại màu đen và đỏ vô cùng sexy đưa cho cô nhân viên cô nhân viên nãy giờ chưa tỉnh hồn vẫn còn say sương ngắm hắn bị hắn lay tỉnh lại vâng vâng tôi gói liền đây mời anh chị ra quầy tính tiền này đã bảo không lấy loại đó mà anh tự đi mà mặc đi không sao em không mặc thì càng tốt đỡ tốn thời gian như vậy thì dễ cởi hơn Em thích như vậy sao? Mặt hắn biến thái hơn cả biến thái châm trọng. Tôi tức chết với anh mà. Nói rồi cô đi ra xe bỏ lại hắn ôm bụng cười. Lúc này điện thoại cô vang lên. Alo? Tiệm điểm, điểm à? Cậu đang ở đâu đây? Hôm nay có ca phẫu thuật, cậu quên à? Màu về nhanh lên. Lị An hét vào tay cô làm cô giật cả mình. Đúng rồi, mình quên mất, mình về ngay. Hôm nay có ca phẫu thuật rất gấp, nên anh có thể đưa tôi về không? Thật Hắn nghi hoặc hỏi Thật mà, rất gấp Bạn tôi vừa gọi, nhanh lên, xin anh đấy Được rồi, nhưng tối tôi sẽ đến đón em Em không chạy khỏi tôi đâu Được rồi, anh muốn ra cũng được Tối đó đi rồi tính Cô thầm nghĩ trong bụng Hắn lái xe với tốc độ kinh khủng Thoáng trước đã đến bệnh viện của cô Cô chào hắn rồi chạy vào xong Niệm địa về rồi à, nhanh lên Lị An thấy cô thì mừng lên hét lớn Sợ cô về trễ thì toi mắt Tới liền Nói rồi cô vào thay đồ và chạy gấp về phòng phẫu thuật Vào phòng phẫu thuật Cô đã thấy Lị An và vài bác sĩ khác đang chờ cô Xin lỗi mọi người tôi tới trễ ạ Không sao, chúng ta bắt đầu thôi Lị An, gây mê đi Được Lị An bắt đầu gây mê Giao mổ Cô bắt đầu mở ở vùng bụng dưới phải Xem phần ruột thừa qua vết mổ này Cô bắt đầu tách ra từ các mô xung quanh Quan sát một lát Thấy ngừng chảy máu từ các mạch máu Bỗng dừng vô tình cô nhớ lại Lát làm sao trốn khỏi hắn đây Tâm cô bắt đầu không ổn Vô tình đụng phải tế bào làm nó chảy máu Nghiệm điểm, điểm không ổn rồi Chảy máu rồi Hôm nay cậu sao vậy Lý An bất ngờ Vì thấy thường ngày cô rất tập trung Sao hôm nay lại như vậy Tớ, tớ không sao đâu Bây giờ làm lại đưa kim cho tớ Kéo Sau đó cắt ruột thừa Kim Các vết mổ được khâu lại Cả phẫu thuật cứ thế tiếp diễn Đến tận 5 giờ đồng hồ Mọi người ở đây có vẻ mệt mỏi Nhưng cuối cùng cũng thành công Xong cảm ơn mọi người cuộc phẫu thuật thành công vất vả rồi về nghỉ ngơi đi nói rồi cô đi ra ngoài sau khi cuộc phẫu thuật thì hoàng ngọc niệm cũng mệt mỏi về phòng thay đồ quả thực hôm nay không còn sức nữa rồi ngay cả bình thường cô là một người rất tập trung trong khi làm việc phải trốn hắn ta nữa cô không muốn để bị hắn bắt thêm lần nữa mà cô quên rằng hắn giữ video của cô và hắn chợt nhớ lại cô xanh mặt làm cách nào để xóa video đó đây bác sĩ điểm một bàn tay đặt lên vai cô làm cô xanh mặt quay lại từ từ cô sao vậy là bác sĩ lăng đức à là là anh à làm tôi giật cả mình cô vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm hôm nay cô không tập trung thì phải không biết có chuyện gì với cô không lăng đức quan tâm hỏi cô à không có gì đâu chỉ là cảm thấy không khỏe trong người thôi cô nhớ ăn uống điều độ và uống thuốc vào nhau tôi thấy thường ngày cô hay bỏ bữa lắm đấy ừ tôi biết rồi anh đi ăn không tôi thấy hơi đói định rủ lị an đi mà thấy cô ấy đi với bác sĩ trần rồi ừ chúng ta ra quán ở trước bệnh viện đi ừ Nói rồi hai người đi ra cổng không để ý rằng có một người đang nhìn họ với gương mặt không cảm xúc và nở một nụ cười lạnh. Ngồi bàn này đi, anh ăn gì? Hủ tiếu đi. Cô ơi, cho cháu hai tô hủ tiếu nhé. Có ngay. Vài phút sau, hủ tiếu được bưng ra. Wow, thơm quá. Tôi đói lắm rồi, phẫu thuật xong thì mệt mỏi mà đói. Được ăn một tô hủ tiếu thì còn gì hạnh phúc hơn à nghe nói dạo này cô ít về nhà thì phải ừ về chán lắm nhiều khi về để lấy đồ thôi à ra là vậy thôi ăn lẹ đi tôi còn bận nhiều việc nữa sau một hồi thì cô và anh cũng ăn hết để chuẩn bị về bệnh viện thì bỗng dưng một chiếc xe thể thao đen bóng lái chặn đường hai người chiếc xe bóng loán chặn đường hai người vô tình làm cô hoảng hốt ngã vào người bác sĩ lăng đức còn anh, do phản xạ, liền vươn tay đỡ lấy cô. Cảnh đó làm cho người trong xe nở một nụ cười lạnh. Xin lỗi, tôi bất cần quá. Cô thoáng đỏ mặt, rời khỏi vòng tay anh. Bác sĩ Niệm không sao chứ? Anh hơi luyến tiếc. Tôi, tôi không sao. Ôm ấp đủ rồi đấy, trốn ra đây để ôm nhân tình à? Người trên xe cuối cùng cũng bước xuống, gương mặt lạnh như băng tiến lại hai người là anh... anh à? Tôi có trốn đâu. Anh đừng nghĩ vậy. Đây là bác sĩ Đức, trung khoa với tôi. Cô thấy hắn thì sợ hãi, kèm theo gương mặt hắn, càng làm cô lạnh cả sống lưng. Người của tôi không thích ai chạm vào. Nói rồi hắn kéo cô vào người. Bạn trai cô à? Bác sĩ Lăng Đức nãy giờ nhìn họ đối thoại cuối cùng cũng lên tiếng. Không phải đâu, hắn là... là chồng mới đúng nhỉ? Hắn nâng gương mặt cô lên. "Không phải hắn là bạn tôi thôi." Cô kiên quyết trả lời. "Tôi cho em nói lại đây." Lần này hắn tức giận thật rồi. Mặt cô trắng bệch, sức của Dương Thế Minh rất mạnh, nắm cổ tay cô, làm cô ngỡ như mình sắp bị bóp vụn. "À, anh ta là bạn tôi." cố phản đối gạt tay hắn, nhưng cô vẫn ấp úng kiên quyết. "Được, vậy tôi biến em thành vợ tôi ngay tức khắc." Nói rồi, hắn bế ngang cô quăng vào xe, mặc cho anh đứng đó cố cản lại. Hắn cứ thế mà lái xe đi với tốc độ kinh khủng. Chỉ trong 5 phút đã về đến căn biệt thự. Không thương tiếc ôm cô lên phòng, quăng cô lên chiếc giường êm ái, sau đó đè lên người cô, làm cả cơ thể cô và hắn dính vào nhau. Định trốn đi, còn ôm ất nhân tình ư. Nếu hắn mà biết, khi làm với tôi Em dên gì cỡ nào thì sẽ nghĩ sao Dương Thế Minh nói một cách trắng trợn Bàn tay bắt đầu không yên phận Vuốt về bờ mông của cô qua lớp vải mỏng Cô khẽ dùng mình Hài lòng nhìn cơ thể mềm oạt của cô yếu ớt ngã vào lòng mình Hôm nay hắn chỉ muốn trừng phạt cô thôi Thấy cô ngất rồi nên hắn bỏ qua Ôm chặt cô vào lòng Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau, Hoàng Ngọc Niệm vừa thức dậy, đã thấy hắn mở mắt nhìn cô chân chân, làm cô hoảng hốt kéo chăn lên chùm kín mặt, không muốn cho hắn thấy cô đỏ mặt. Mới sáng mà anh làm gì tôi giữ thế? Cô nói lý nhí. Ngủ ngon không? Tôi thích nhìn em lúc ngủ. Hắn xoa đầu cô. Tạm đi, rồi tôi đưa em đến bệnh viện. Tối nay tôi đến đón em đi dự tiệc cùng tôi. Ừm. Nhưng tôi đâu được mời đâu Mời tôi thì cũng như mời em rồi Dù gì sau này em là phu nhân của tôi rồi Ai nói chứ Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi Là tôi đưa em đến bệnh viện Nói rồi hắn cuốn khăn tắm rồi đi ra ngoài Lúc cô đi ra thì hắn đã thay bộ vét đen Xong bảo cô lại thắt cả vạt cho hắn Hắn khá cao Nên cô nhón chân lên để thắt cả vạt cho hắn Hắn nhắm mắt lại hài lòng và hưởng thụ Xong rồi đấy bỗng hắn kéo cô lại hôn cô quá bất ngờ cô vùng ra khỏi người hắn sau đó chạy đi hôm nay hắn chạy rất chậm vì sắp xa cô rồi tới tối mới được gặp nên hắn muốn kéo dài thời gian đến nơi cô chào hắn rồi đi vào trong chào buổi sáng bác sĩ niệm một giọng nói nhỏ gọi cô bác sĩ đức chào buổi sáng người hôm qua không làm gì cô chứ anh ngọt ngào hỏi cô không có hắn là bạn tôi nên không có gì đâu trong lòng cô thầm gào thét đêm qua hắn hành tôi đến nỗi chết đi sống lại đây này nhưng cô không dám nói ừ, vậy tôi rồi thôi tôi đi gặp bệnh nhân đây nói rồi anh lướt đi còn cô thì quay về phòng tiếp tục làm hồ sơ cho bệnh nhân tôi hắn đến đón cô tới shop thời trang tôi qua để lựa trang phục cho cô chào dương tổng Hôm nay anh đưa bạn gái đến mua đồ à? Lựa cho cô ấy trang phục dự tiệc đẹp nhất và trang điểm cho cô ấy. Tôi muốn thấy vẻ ngoài khác của cô ấy. Bâng thưa ngài. Nói rồi người phụ nữ dẫn cô vào trong trang điểm làm tóc và thay đồ. Tại phòng trang điểm, cô vén màn lên sau đó bước ra. Tuy cô đã thừa hưởng nét đẹp mộc mạc, nhưng lúc này đây, khi trông thấy cô trong bộ lễ phục giả hội, Dương Thế Minh không khỏi cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm Tim bất chợt nảy lên một nhịp, hệt như cảm giác ngây ngốc của một thiếu niên trẻ tuổi. Giờ phút này đứng trước mặt Dương Thế Minh, hắn thực sự bị chấn động bởi vẻ đẹp. Cùng thoát tục của cô, lễ phục dạ hội màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cô trông ôn nhu lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia. Trên người cô đeo một bộ trang sức vô cùng tinh tế, ánh vàng sáng chói của trang sức cũng như kiểu dáng thiết kế xa hoa lộng lẫy của vòng cổ. Lắc tay, càng góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều cao sang. Cô nhìn vào trong gương, là mình sao, thật là khác. Dương Tổng, ngài hài lòng chứ? Rất tốt. Giờ bà ra ngoài một lát được không? Nhìn thoáng ánh mắt của hắn, bà ấy cũng đủ hiểu sau đó ra ngoài. Hắn tiến lại gần cô. Em rất đẹp. Câu nói đó làm cô hơi ngượng. Hắn đang khen cô sao? Sau đó cô chưa kịp phản ứng, hắn cúi xuống, ác môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Lưỡi hắn liếm bên ngoài vẽ theo đường nét môi cô. Cô cảm thấy có chút ngọt ngào, tay cô đặt lên cổ hắn đáp lại nụ hôn của hắn. Tuy hơi vụng về nhưng khiến hắn rất vui. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu. Sau nụ hôn đó, tim của cô như nhảy dựng cả lên hai má bắt đầu ửng hồng. Hắn nhìn hành động thẹn thùng của cô mà cười dịu dàng, xoa đầu cô, sau đó kéo cô ra xe. Chiếc BMW trắng sang trọng đợi trước khách sạn Marriott, một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Marriott là khách sạn lớn nhất ở nơi này với quy mô hoành tráng bậc nhất, vừa là nơi nghỉ chân ăn uống, vừa là nơi vui chơi giải trí của giới thượng lưu. Kiến trúc hoa lệ theo lối cung điện châu Âu cổ xưa. Marriott mang nét vừa cổ kính, uy nghiêm, vừa xa hoa quyến rũ, hoàn nghênh mọi khách quý đến từ khắp nơi trên thế giới tham quan chiêm ngưỡng. Hoàng Ngọc Niệm trong lễ phục màu trắng bước xuống, ánh sáng rực rỡ xung quanh quảng trường chiếu lên từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy lụa tơ tằm vừa vặn càng làm tăng nét đẹp kinh động lòng người của cô. Sau khi xuống xe, Hoàng Ngọc Niệm nhẹ nhàng vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình khoác nhẹ lên cánh tay Dương Thế Minh. Dương Thế Minh hôm nay cũng diện một bộ tay trang màu trắng, dùng nhàn anh Tuấn tiêu sái bước bên cạnh cô, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng cùng Hoàng Ngọc Niệm tay trong tay bước vào đại sảnh. Trên người phát ra khí chất quý tộc vương giả trời sinh. Lúc hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên trở nên sôi sục hẳn lên, điên cuồng chụp ảnh. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục không ngừng nghỉ, Dương Thế Minh tựa như một hoàng tử, phong thái tao nhã đĩnh đạc thành thạo, dùng những nghi thức xã giao đưa Hoàng Ngọc Niệm vào trong khách sạn Marriott, nơi được trang hoàng như cung điện vua chúa lộng lẫy. Vừa bước vào trong, một đôi anh Tuấn nam nữ, bọn họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa vì thân phận của Dương Thế Minh nên không ai dám đến gần, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng bàn tán. Em sao vậy? dương thế minh thấy cô hơi bám chắc tay hắn dịu dàng hỏi tôi hơi không quen với ở đây không sao đâu có tôi ở đây không ai dám làm gì em đâu câu nói của hắn dịu đi phần nào bữa tiệc sắp bắt đầu một tiệc rượu với mục đích thu hút doanh nhân và các tập đoàn lớn chủ bữa tiệc là vũ hạo văn người thừa kế tập đoàn vũ thị thật ra vũ thị đến bây giờ cũng chỉ như là tồn tại trên danh nghĩa hữu danh vô thực vũ hạo văn thừa kế cũng chỉ giống như là cái xác không mà thôi mục đích của vũ hạo văn tổ chức tiệc rượu này không có gì khác ngoài việc muốn nhờ cậy dương thế minh chủ tịch tập đoàn dương minh xuất hiện mới là yếu tố khiến cho phần đông thương nhân quan tâm hoàng ngọc niệm xinh đẹp không chỉ có dương thế minh thấy mà toàn bộ những người đàn ông khác đều thấy có lẽ ánh mắt của toàn bộ những tên đàn ông ở bữa tiệc tối nay đều dừng lại ở trên người cô nhưng điều khiến cho Dương Thế Minh thấy khó chịu chính là Vũ Hạo Văn. Chủ tịch tập đoàn Vũ thị đứng ở trên khán đài, phát biểu vài lời dạo đầu dài dòng, sau đó giới thiệu con trai mình là Vũ Hạo Văn, người sắp thừa kế ông dưới hình thức công ty cổ phần. Rất lời giới khán đài vang lên một trận vỗ tay không ngớt. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, là hắn, Vũ Hạo Văn, người mà cô hận nhất. Hắn dường như thấy cô và Dương Thế Minh, hắn bắt đầu khoác tay người con gái bên cạnh không ai khác là Mai Hà Ninh, con ả à đã rủ dỗ hắn mê mệt đang đi tới. Mai Hà Ninh vẻ mặt hạnh phúc khoác tay Vũ Hảo Văn, trông có vẻ rất hòa hợp. Xin chào Dương Tổng, thật mừng vì ngài đã đến. Vũ Hảo Văn đưa tay ra bắt tay với Dương Thế Minh. Chúc mừng Vũ Tổng, hắn cũng đưa tay đáp lại lịch sự. Cho tôi hỏi đây là... Vũ Hạo Văn bắt đầu đảo mắt nhìn Hoàng Ngọc Niệm không ngờ sau khi chia tay xong Cô lại có thể bám được Dương Thế Minh Quả là lợi hại Nhưng nhìn nhan sắc của cô bây giờ Làm hắn sao xuyến Đây là phu nhân của tôi Hoàng Ngọc Niệm Hắn cố nhấn mạnh hai tiếng phu nhân Chào Dương phu nhân Vũ Hạo Văn đưa tay ra bắt tay với Hoàng Ngọc Niệm Nhưng cô vừa định đưa tay ra Thì tay của Dương Thế Minh chặn lại Xin lỗi Cô ấy không thích ai chạm vào mình À, vậy xin lỗi Dương Phu Nhân vậy tôi qua bên kia chào hỏi một lát nhé vũ hạ văn kéo mai hà ninh đi bỗng rất nhiều phóng viên đổ xô đến vây quanh hoàng ngọc niệm và dương thế minh cô gái này có phải là bạn gái của dương tổng không xin lại trả lời giúp chúng tôi hay là cô ấy là vợ sắp cưới của ngài ạ à? dòng người bắt đầu xô đẩy hoàng ngọc niệm vì đám đông kia xô đẩy sang một bên lại nhìn bên cạnh mình không có ai bất đắc sĩ nhếch miệng cười dương thế minh đúng là rất được hoan nghênh Đúng lúc này một điệu nhạc du dương cất lên, Hoàng Ngọc Niệm lúc này mới chú ý đến mọi người xung quanh, đã bắt đôi bắt cặp khiêu vũ, chỉ có cô vẫn đang đứng giữa sảnh có chút cô đơn. "Niệm Niệm, đã lâu không gặp, em xinh đẹp hẳn ra." Xoay người lại, Hoàng Ngọc Niệm nhìn thấy Vũ Hạo Văn đang đứng ở ngay sau mình, ôm chặt vòng eo cô. "Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Tôi và anh không còn quan hệ gì rồi." Cô đẩy cánh tay đang ôm chặt cô ra không ngờ em lợi hại thật sau khi chia tay xong liền bán được dương thế minh hắn vỗ tay nhếch môi cười đều tôi không đều như anh ngay khi đang quen tôi mà còn cặp kè dẫn gái về nhà bây giờ em có thể bỏ qua chuyện lúc trước được không chúng ta làm lại từ đầu muộn rồi nhìn hoàng ngọc niệm trước mặt nhìn có vẻ cô đang chán ghét hắn Khuôn mặt Vũ Hạo Văn trở nên ôn hòa, dịu dàng, lộ ra một loại tình cảm giạt rào. Điểm điểm, gần đây em có khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Không có chuyện gì nữa thì tôi đi tìm Dương Thế Minh đây. Vừa định quay người đi, thì bị một bàn tay nắm chặt kéo cô lại. Niệm niệm, em... Vũ Hạo Văn trần trừ một lúc Ánh mắt sáng lên khác thường chăm chú nhìn Hoàng Ngọc Niệm. Có vẻ như đôi mắt ấy không chứa một nửa điểm tạp chất mà tràn đầy hấp mộ Dương Thế Minh. Ở cùng Dương Thế Minh em rất hạnh phúc sao? Ở bên Dương Thế Minh tôi thực sự rất hạnh phúc. Hơn khi ở bên anh rất nhiều. Thật không? Nghe thấy một chút chua xót trong giọng điệu của Vũ Hạo Văn, Hoàng Ngọc Niệm ngẩng đầu nhìn hắn. Hạo Văn, anh thì sao? Anh không vui vẻ ư Không hạnh phúc ư Bây giờ cùng Mai Hà Ninh chẳng phải rất tốt sao Trước lúc chia tay Anh và cô ta lén lút Bây giờ thì công khai rồi Không tội nguyện ư Lúc này Dương Thế Minh không khách khí Thoát khỏi đám đông Đi đến bên Hoàng Ngọc Niệm Niệm điệm Dương Thế Minh vươn cánh tay ôm chặt Hoàng Ngọc Niệm vào ngực Xin lỗi Tôi bị mấy người đó vây quanh Không ở bên em được Anh không cần giải thích đâu hoàng ngọc niệm lắc đầu tôi hiểu mà tôi không sao vũ hạo văn ảm đạm đứng một bên nhìn trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ cũng có ghen tị cũng có càng không cam lòng càng hối hận đã muộn rồi ư hoàng ngọc niệm bây giờ đã rất hạnh phúc cô bảo hạnh phúc hơn khi bên hắn rất nhiều giờ đây bên cô có dương thế minh che chở quả thực bây giờ hắn rất hối hận ở phía bên kia mai hà ninh cũng chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt ảm đạm không kém vì sao vào lúc quyết định sẽ cùng vũ hạo văn ở bên nhau mai hà ninh lại phát hiện ra hắn cũng chẳng hề yêu cô ta hắn chỉ là xem cô ta như công cụ để phát tiết ư hoàng ngọc niệm cô đợi đấy tôi sẽ lấy tất cả những gì cô có tên hạo văn bỉ ổi tôi sẽ cho anh nếm mùi cay đắng đôi mắt sắc bén của mai hà ninh hướng về cô và vũ hạo văn lúc này mọi người bắt đầu vào chỗ ngồi nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho vũ tổng mc bắt đầu hô to và nâng ly rượu của mình lên và mọi người nâng ly lên uống cạn bỗng một lát hai má của hoàng ngọc niệm đỏ dần lên cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt sau nay tử lượng của cô lại kém đến vậy cảm thấy nóng trong người cô muốn cởi bỏ bộ váy này ra ngay lúc này dương thế minh xoay qua thấy người cô đỏ lên cầm ly rượu của cô lên ngửi thử trong rượu hình như là có xuân dược là ai ai đã làm chuyện này? Niệm niệm, lúc nãy ai đưa ly rượu này cho em? là vũ hạo văn. Chết tiệt để tôi đưa em về. nói rồi hắn bế cô lên, mặc cho mọi ánh nhìn đều hướng về hắn. lúc này vũ hạo văn đứng ở một góc gần đó quan sát, sau đó đi theo hắn. dương tổng, ngày về sớm thế. ở lại một lát hãng về. dương phu nhân cô ấy sao thế? cô ấy say rượu nên tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi đôi mắt lạnh băng của hắn làm vũ hạo văn rợn người ở đây chúng tôi có phòng ngài có thể cho cô ấy nghỉ ngơi tôi sẽ cho người pha trà giải rượu cho dương phu nhân cảm ơn lòng tốt của vũ tổng nhưng ở đây không ổn nên tôi phải đưa cô ấy về nói rồi không để vũ hạo văn nói thêm lập tức bế cô ra xe để lại vũ hạo văn nở một nụ cười đau xót Lựa khiến em thành của hắn rồi. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không bỏ cuộc đâu, nhất định em sẽ trở lại bên tôi sớm thôi. Về đến biệt thự hắn bế cô vào trong, bỗng cô kéo đầu hắn lại, hôn khẽ lên môi hắn. Bất ngờ vì sự chủ động của cô nhưng làm trỗi dậy cơn lửa trong lòng hắn. Hắn để cô xuống sau đó ép sát cô vào tường, hôn cô một cách cuồng nhiệt. Dương Thế Minh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Hoàng Ngọc Niệm, càn quét nuốt hết nước bọt thơm ngọt còn vương vấn vị rượu còn đọng lại của cô hai người hoan ái nồng nhiệt sáng hôm sau hoàng ngọc niệm mở mắt thức dậy cảm thấy người lành lạnh nhìn xuống thì thấy mình đang lõa thể cái quái gì vậy đau đầu quá đêm qua mình chẳng nhớ gì cả ai đưa mình về đây á Cơn đau phía dưới cùng với tình hình hiện tại cũng đủ hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn sang thì không thấy ai, nhưng Hoàng Ngọc Niệm cảm nhận được mùi hương của Dương Thế Minh phản phất ở trong phòng. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn. Cô chỉ nghĩ chắc chắn, cũng mới dậy. Nhưng hắn đi đâu rồi? Sao mình lại nghĩ về hắn chứ? Điên thật. Bộ vỗ đầu, sau đó vào phòng tắm. Hoàng Ngọc Niệm bước ra khỏi phòng, sau đó tham quan nhà hắn. Chà, nhà lớn thật, nhưng giờ mới để ý một mình anh ta ở đây sao? Chả có người giúp việc à? Đi xuống lầu, cô ngửi thấy mùi thức ăn. Thơm quá, Hoàng Ngọc Nghiệm cứ thế bị mùi của thức ăn quyến rũ đi theo đến nhà bếp, thấy bóng lưng cao lớn đang mang từng đĩa thức ăn ra. Dậy rồi à? Qua đây ăn đi. Tuy không quay lại nhưng hắn biết cô đang đứng sau hắn. Sao anh biết là tôi? Cảm giác Nói rồi Dương Thế Minh bước đến Kéo ghế cho cô ngồi Rồi bước qua ngồi đối diện cô Hoàng Ngọc Niệm gắp một món Đưa lên miệng thử quá wow, ngon quá Tôi không ngờ là anh biết nấu ăn Em khinh thường tôi quá Ăn nhiều một chút đi Hôm qua chắc là kiệt sức rồi Anh cổ đỏ mặt Hôm qua là em quyến rũ tôi đấy chứ Đáng lẽ tôi bỏ qua cho em rồi Nhưng em lại khơi dậy Làm tôi không kiềm chế được Đưa tay qua Lao thức ăn dính trên miệng cô Tôi có sao Thôi ăn đi Rồi đi làm Hôm nay tôi có cuộc họp Ừ Sau khi ăn xong cô giúp hắn dọn dẹp Thắt gà vào cho hắn Rồi hắn đưa cô đến bệnh viện Niệm niệm Tiếng lị an gọi cô từ phía sau Hả gì vậy an an Đi ăn không Tôi ăn rồi À vậy thôi Cuối tuần này cậu định đi đâu không Tôi muốn đi du lịch quá được nghỉ mấy bữa tranh thủ đi du lịch đi Lý An đề nghị Thế cậu muốn đi đâu? Về quê cậu chơi đi Cũng lâu rồi không về thăm bác gái Tớ nhớ món cá nướng của bác quá Cũng đúng Lâu rồi không về quê Không biết mẹ tớ khỏe không Bận nhiều việc quá nên quên cả liên lạc nữa Cô vỗ vỗ đầu Vậy quyết định rồi nhá Ừ Thôi tớ đi xem hồ sơ đây Quay về phòng làm việc xoa xoa Thái Dương Nếu không nhờ Lị An Chắc cô cũng quên về quê rồi Lấy điện thoại ra điện cho mẹ Alo Niệm niệm đây à Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai Dạ con đây mẹ khỏe không Mẹ à cuối tuần con sẽ về quê nhé Mẹ khỏe Con không đi làm à Cuối tuần con được nghỉ Nên con muốn về thăm mẹ Thế con định về với ai Con về với Lị An không dẫn bạn trai về ra mắt mẹ sao Mẹ chờ bồng cháu lâu lắm rồi đây. Con có biết là Con sắp bước vào độ tuổi 30 rồi chưa Con Con Cô ấp à ấp úng Biết kiếm ai làm bạn trai bây giờ Đúng rồi nhờ hắn Được rồi con sẽ dẫn về được chưa Đành phải nhờ hắn thôi Chứ biết làm sao bây giờ Vậy con cúp máy đây bye mẹ Được rồi bye con gái Cúp máy cô dựa vào ghế thở phù Thật sự khi cô quen Vũ Hạo Văn cũng được 5 năm trời nhưng chưa dám dẫn hắn về ra mắt mẹ, tại sao cô lại đưa một người đàn ông mới quen biết về gặp mẹ chứ? Nhìn biết làm sao bây giờ chỉ có thể nhờ hắn để mẹ an tâm. Hoàng Ngọc Niệm biết mẹ lo lắng sợ cô ở nơi quê người, chỉ lo làm ăn không dành thời gian cho mình. Mẹ sợ cô không lập gia thất, mẹ sợ sau này không ai chăm sóc cô nên luôn thúc rủ cô phải dẫn bạn trai về. Nhấp một ngụm cà phê, sau đó hoàng ngọc niệm tiếp tục kiểm tra vài hồ sơ bệnh nhân bỗng cửa đẩy vào ngọc niệm cậu xem này lị an đưa điện thoại cho cô xem là hoàng ngọc niệm và dương thế minh hai người đang khoác tay nhau trông rất thân mật cậu cậu và anh ta đang quen nhau sao không hề tớ và anh ta chỉ là hoàng ngọc niệm dừng lại ở đó suy nghĩ rốt cuộc mình với hắn ta có quan hệ gì chứ tình một đêm ư Chỉ là bạn Hơi nghẹn ở cổ Vì hắn chưa hề cho cô danh phận gì Khi ở cùng hắn Bạn mà đi với nhau thân mật vậy ư Bài báo này nói Cậu và anh ta đã quen nhau chẳng phải sao Với lại hắn chính là người hôm trước đến tìm cậu Khai đi Cậu đang quen hắn phải không Lị An cố thúc cô Nhưng bây giờ cô còn không xác định được Giữa cô và hắn là quan hệ gì nữa Thôi bỏ qua chuyện này đi À đúng rồi, cậu rủ bác sĩ Trần đi cùng luôn cho vui. Hoàng Ngọc Niệm đánh trống lảng qua chuyện khác. Thôi kỳ lắm, muốn chết thì cậu đi mà rủ hắn. Chọc đúng tim đen của Lý An làm cô đỏ mặt. ha <laughs> chẳng phải hai người đang quen nhau sao? Hôm đó cậu ấy tỏ tình và cậu đồng ý rồi mà. Lần này tới Hoàng Ngọc Niệm chọc kẹo, rồi khiến ai kia đỏ mặt như trái cà chua. Ừm. Không nói chuyện với cậu nữa Tớ đi gặp bệnh nhân đây Nói rồi Lị An chạy đi Cô ở trong phòng thầm cười Cậu đầu bác sĩ Trần tỏ tình Còn tớ vẫn chưa có động tĩnh gì Tùy hắn có lúc ngọt ngào Có lúc hơi cầm thú Nhưng hình như Mình đã hơi rung động với hắn rồi Để tay lên trái tim mình Khi Hoàng Ngọc Điệm nghĩ về Dương Thế Minh Là tim đập nhanh như muốn Lao ra khỏi lồng ngực mình luôn vậy cốc cốc Tiếng gõ cửa làm cô choàng tỉnh Vào đi Bác sĩ Niệm có người gửi thứ này cho cô Cô y tá đi đến đưa cho Hoàng Ngọc Niệm một bó hoa hồng tươi Của ai vậy? Người này lúc nãy không lộ mặt nên tôi cũng không rõ Chỉ bảo tôi đem vào cho cô Được rồi, cô ra ngoài đi Vâng, chào bác sĩ Là ai vậy? Dương Thế Minh ư Nhưng mà cần gì phải tặng hoa cho mình chắc không phải hắn nhưng mà là ai ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra đem bó hoa cắm bảo lọ hoàng ngọc niệm cố tìm xem có gì đó không thì thấy là có một chiếc nhẫn được gắn ở nhánh hoa hồng một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp là ai không lẽ là tôi đến vẫn như cũ dương thế minh vẫn đón cô như mọi khi bước ra khỏi bệnh viện đi một quãng từ cửa bệnh viện ra tới cổng khá vắng vào buổi tối Cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo phía sau mình Quay lại thì chả có ai Dùng mình cảm thấy ớn lạnh Cô chạy thật nhanh ra đến cổng Thấy Dương Thế Minh đã đợi cô ở đó Cảm thấy an toàn rồi Hoàng Ngọc Niệm vút ngực thở vào Chắc mình tự hù mình thôi Bây giờ ổn rồi Sau khi cô chạy đi Người đi theo cô lúc nãy luyến tiếc Nhìn cô rời đi Nở một nụ cười không biết trong nụ cười đó Đang muốn dở trò gì đây sao ra trễ thế? tôi định vào tìm em rồi đấy. giọng dương thế minh lo lắng bước ra mở cửa xe cho cô. tôi không có trốn đâu, anh đừng có lo. cô tùy lúc nãy sợ xanh mặt nhưng khi gặp hắn lại tươi tắn trở lại cảm giác rất an toàn. tuy hắn có chút biến thái nhưng thấy hắn cũng được đấy chứ. điển trai phong độ lịch lãm cũng biết nấu ăn, công việc lại ổn định. bây giờ mà tìm được người như anh ta cũng khó mẹ mình chắc thích mình chọn kiểu người như anh ta cô suy nghĩ đơ trong vài lát lúc này hắn cúi đầu xuống nhìn cô chằm chầm ngắm đã chưa bao lên xe đi tôi biết là tôi đẹp rồi về em muốn ngắm đến sáng cũng được xinh ai thèm cô bước vào xe quay mặt đi chỗ khác không để hắn nhìn gương mặt đang đỏ như trái cà chua của cô nhìn biểu hiện của cô đáng yêu thật bước vào xe sau đó lái về nhà trên đường đi hoàng ngọc niệm rất muốn nhờ hắn chuyện làm bạn trai giả để ra mắt mẹ nhưng khó nói quá cô cứ nhìn hắn sau đó lại nhìn đi chỗ khác cứ thế nhìn rồi quay đi lúc này hắn thấy cô như muốn nói gì đó mới quay qua nhìn biểu hiện của cô em muốn nói gì à tôi tôi muốn 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 gì lúc này mặt hắn biến thái vô cùng đừng nghĩ vậy tôi muốn nhờ anh một chuyện thôi à Vậy làm tôi cứ tưởng Anh suy nghĩ đen tối gì đúng không Có sao Nghiêm túc này Tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai tôi Để về ra mắt mẹ tôi Kết Tại sao lại là giả mà không phải là thật Hắn dừng lại một cách đột ngột Làm đầu cô đập vào kính Anh anh muốn giết tôi đấy à Cô xoa xoa cái đầu tội nghiệp Bị đỏ lên Tôi nói cho em biết Không có chuyện giả thật ở đây với tôi Vì em là của tôi là vợ tôi Lúc này có lẽ Dương Thế Minh rất tức giận Tình cảm yêu thương chiều chuộng cô Mà cô không hề nghĩ đến Những điều đó là vì cô hay sao Vậy mà cô không từng xem hắn là bạn trai cô sao Là vợ ư ừ. Bằng chứng nào tôi là vợ anh Không đám cưới, không giấy kết hôn Không có sự đồng ý của tôi nữa Bằng chứng là lần đầu tiên của em thuộc về tôi Nếu em muốn tôi lấy em Thì lập tức cùng tôi về ra mắt mẹ em Tôi sẽ hỏi cưới em anh không yêu tôi vậy lấy tôi để làm gì chưa kịp nói thì môi cô đã bị môi hắn phủ lên hơi thở nam tính của hắn bùa vây xung quanh cô đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng tràn ngập hơi thở trà xanh của cô hấp thù hương vị ngọt ngào khiến cho trái tim cô đập loạn nụ hôn của dương thế minh rất cuồng nhiệt lại mang theo một chút dịu dàng khiến lòng cô sao động tôi yêu em anh đang tỏ tình với tôi đó sao tim cô bắt đầu loạn nhịp là hắn vừa tỏ tình với cô sao? Là mơ à? Cô ngốc, đã nói vậy rồi mà chưa hiểu nữa à? Hắn xoa mái tóc của cô, làm cho nó rối bù lên. Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Mà này, tóm lại anh có giúp tôi không đấy? Lý do gì tôi phải giúp em? Anh vừa nói yêu tôi mà. Vậy anh có thể vì tôi làm mọi chuyện rồi. Vậy em cũng phải trả lời tôi trước đã. Anh bây giờ giúp không? Không Hắn khẳng định một câu Không chứ gì Vậy tôi nhờ bác sĩ Lăng Đức giúp vậy Nè tôi cầm em Được rồi Tôi thua em rồi đấy Lão nương biết điểm yếu của mi rồi nhé Cô cười thầm trong bụng Mà khi nào đi Quê em ở đâu Ngày mốt đi Quê tôi cách đây bắc cũng khá xa Mốt à Hôm đó tôi bận rồi Vậy à Nhưng thôi không sao tôi sẽ cố gắng rời ngày khác để tối tôi sẽ cố làm xong công việc tốt quá em cảm ơn anh choàng tay ôm hắn dương thế minh choàng tay mình ôm chặt cô sau đó không ai nói gì nữa bỗng một lát sau ọc ọc tiếng đánh trống của ai vậy nhỉ hắn quay qua thấy cô đang quay qua nhìn hắn tôi đói rồi làm điệu bộ trông đáng yêu vô cùng em muốn ăn gì Lát ghé tôi mua cho Nhìn đôi môi trúng chím là điệu bộ đáng yêu đó Càng làm hắn muốn nuốt vào bụng Tôi muốn anh nấu thôi Anh nấu rất vừa miệng tôi Được Vậy ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho em ăn được chứ Em gầy gò thế này Sao mà chịu được Những lúc tôi phát tiết Trong một tháng tôi sẽ nuôi em lên 10kg Thế nào chịu không Hắn vừa nói vừa nựng gò má ửng hồng nãy giờ của cô Anh đúng là biến thái Tôi không cần, tôi không muốn thành heo Béo đẹp, béo dễ thương mà Tôi không thích Hoàng Ngọc Niệm quay đi chỗ khác Giả bộ giận dỗi Thôi không đùa nữa Vừa về, tới Hoàng Ngọc Niệm Liền dục Dương Thế Minh đi vào nấu cho cô ăn Nào là món xào, món chiên, món canh Sau khi ăn no nê Thì cô bỏ lên phòng ngủ trước để lại Dương Thế Minh ở đó, rửa hết đống chén lúc nãy, hắn đành lắc đầu cười khổ. Sau khi lên tới phòng thì ngay lập tức như con heo lười, chùm chăn lên cuộn tròn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy. Khát nước quá đi, mấy giờ rồi nhỉ? Cô mơ mà ngồi dậy nhìn lên đồng hồ. 12 giờ rồi ư? Vậy là mình mới ngủ có 2 tiếng. Mà anh ta đâu rồi? Giờ này mà còn đi đâu vậy nhỉ? Hoàng Ngọc Niệm ngồi dậy đẩy cửa ra ngoài Đi từng bước xuống lầu Thấy ánh sáng từ dưới nhà Giờ này còn thức làm gì vậy nhỉ Cô bước xuống Thấy hắn ngồi đó Ngón tay gõ vào bàn phím lạch cạch Cùng với sấp giấy Sao anh còn chưa ngủ đã 12 giờ rồi Cô bước đến Rót ly nước uống Sau đó rót một ly cho hắn Chẳng phải là vì em sao Hắn vẫn tiếp tục làm việc Không ngước lên nhìn cô Vì tôi tôi cứ nghĩ là giám đốc thì luôn rảnh rỗi chứ không phải giám đốc nào cũng rảnh rỗi như em nghĩ đâu tôi tôi có thể giúp gì không lúc này dương thế minh ngẩng đầu lên nhìn cô đến đây dương thế minh ra lệnh cô bước đến gần hắn ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng chỉ cần em bên cạnh tôi lúc này thì có thể giúp tôi tỉnh táo làm việc rồi cô ngồi đó nhìn hắn làm việc vẫn tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch Cô ngáp một cái Sau đó đôi mắt lim dim từ từ khép lại Sau khi xong công việc Thì nhìn xuống Thấy cô đã ngủ gật lúc nào rồi Vút mái tóc của cô sau đó bế cô lên phòng Đặt cô trên chiếc giường êm ái Kéo chăn lại Khẽ hôn lên chán cô Ngủ ngon heo con Đóng cửa lại trở xuống bàn làm việc Dọn dẹp đống hồ sơ Cô đang ngủ Thì cảm thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên người mình Từ từ mở mắt ra anh làm gì đây? Sao không ngủ mà đè tôi nặng quá? Xuống đi. Em không đền đáp cho tôi sao? Dành cả đêm làm việc giờ tôi muốn em phục vụ phụ tôi. Thôi, để hôm khác đi. Tôi nghĩ anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Hoàng Ngọc Niệm mong rằng Dương Thế Minh sẽ nghe lời cô, nhưng hắn không thèm để ý đến lời cô nói, đôi tay không chịu yên phận, lần tới chiếc váy ngủ mỏng manh của cô chiếc giấy áo tụt xuống lộ ra da, da thịt trắng ngần không tì vết của cô càng làm cho dục vọng của hắn không ngừng trào dâng không chỉ riêng hắn nếu bất cứ người đàn ông nào nhìn vào lập tức muốn đem người con gái này nuốt hết vào bụng nhanh tức thì chiếc váy ngủ được bay lên trên không trung lúc bây giờ thân hình cô dưới ánh đèn huyền ảo lập lờ trông rất quyến rũ chiếc áo sơ mi của hắn giờ đã ướt đẫm mồ hôi mở bung hai cúc áo xương quai xanh khiêu gợi lộ ra sau đó từ từ cởi chiếc áo của mình ra lúc này body siêu chuẩn của hắn cũng hiện lên khiến cô nằm bên dưới đỏ mặt hoàng ngọc niệm chống cự dữ dội nhưng vô ích dù gì thì thân thể này cũng khá yếu làm sao chống cự lại hắn hoàng ngọc niệm đạt tới cao trào sáng sớm tinh mơ một tiếng hét chói tai vang lên làm vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đêm qua cô mệt mỏi như cả người, còn hắn thì thức khuya làm việc, đã vậy xong còn không chịu ngủ, bắt cô phải vận động giờ cả người đau nhức. Thôi, đừng giận anh nữa mà, anh chuẩn bị bữa sáng rồi, em mau xuống ăn đi. Hôm nay anh đến công ty sớm nên không đưa em đi được, anh xin lỗi. Hắn vội vàng mặc chiếc áo sơ mi lên, sau đó khoác vét đi ra ngoài. Này, chưa thắt cà vạt nữa Cô nói vọng ra Anh quên, mau thắt cho anh đi Hắn ra lệnh Cô đành lồm cồm ngồi dậy chạy ra thắt cà vạt cho hắn Thắt xong Hoàng Ngọc Niệm vừa định đi thì Dương Thế Minh tóm lại Hôm nay một cái cho buổi sáng đi nào Dương Thế Minh đưa mặt gần lại Cô nhắm mắt lại Đi mau đi, trễ rồi đấy Ở đấy mà hôn với hít Hoàng Ngọc Niệm không hôn hắn Mà vỗ nhẹ vào mặt hắn Làm hắn hụt hẫng Mau lên không thôi đừng trách Câu nói đó làm cô khửng lại vội chạy đến Hôn khẽ lên môi hắn Như chuồn chuồn lướt qua Nhưng hắn đâu để nhanh vậy Kéo cô lại hưởng thụ nụ hôn đó Sau đó mới buông ra Được rồi đi nhanh đi kẻo trễ rồi đấy Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn ra cửa Sau đó đóng cửa lại Vào vệ sinh cá nhân Sau đó ra phòng bếp thưởng thức món ăn do hắn làm Từ ngày mà bước chân vào căn nhà này Tuy hắn có chút biến thái Nhưng lại rất yêu chiều cô Hôm đó cô than mệt mỏi với công việc Hắn còn bảo cô rằng Nếu em đã quá mệt mỏi với công việc Thì hãy nghỉ đi Công việc của tôi có thể nuôi em cả mấy đời nhà em Hiện tại cô hạnh phúc hơn Tất cả những gì tên khốn hạo văn đã làm trước đây Sau khi ăn xong Thì cô dọn dẹp lau chùi sạch sẽ Sau đó đón taxi đến bệnh viện Vừa vào phòng làm việc Lại có một đóa hoa oải hương được đặt trên bàn Lần trước thì hoa hồng Hôm nay thì hoa oải hương Mà cô rất thích Cô cầm hoa Đặt lên bình hoa Niệm niệm đến rồi à Mai mấy giờ chúng ta xuất phát thế Lị An nhí nhảnh đi vào Cầm miếng bánh vừa ăn vừa hỏi Khoảng 7 giờ cậu nhé Bác sĩ Trần ở bệnh viện Tớ sẽ đến rủ Hai người đi chung hay là đi với tớ Tớ đi với hắn Không làm phiền cậu với bạn trai cậu đâu Lị An lại dở thói châm chọc Không giỡn với cậu nha Bác sĩ Niệm, bác sĩ An Mau vào phòng phẫu thuật nhanh lên Bệnh nhân đã vào phòng phẫu thuật rồi ạ Được rồi Bữa nay có ca phẫu thuật Hên là tôi không đi trễ Lý An và cô chạy thật nhanh vào phòng phẫu thuật Còn bên này Hắn vừa đến công ty với gương mặt tươi không cần tưới Này Sao hôm nay cậu lại Rồi ngày họp thế Rõ ràng là mai mà Tống Xuân Lăng là phó giám đốc Đồng thời là bạn thân của hắn Tại hôm đó bận đột xuất thôi Wow Hôm nay tươi tán dữ à Tống Xuân Lăng nhìn hành động của Dương Thế Minh Hay là có em nào bầu bạn rồi Ít khi thấy cậu cười lắm mà nha Đúng rồi Còn cậu đến giờ thì vẫn chưa có cô nào thôi Này cậu đang sỉ nhục tôi đấy hả Hôm nào tôi dắt một em về cho cậu coi Thôi mau vào họp đi Tất cả mọi người đều nhìn cử chỉ hành động của hắn Đủ biết rằng Hắn đang yêu Hôm nay giám đốc có vẻ vui quá nhỉ Chắc giám đốc đang yêu đấy Đúng rồi, người đó thật là có phúc ghê. Và những lời bàn tán bắt đầu. Thôi, mấy người mau vào họp, ở đó mà bàn tán gì nữa. Tống Xuân Lăng lên tiếng, tất cả im bặt bắt đầu vào chỗ ngồi. Hắn ngồi đó tự kỷ vuốt đôi môi mình, nhớ lại nụ hôn lúc nãy thì khẽ cười. Tối hôm đó, cô ngồi đấy soạn đồ vào vali. Bỗng hắn từ phía sau ôm cô, cầm tựa vào vai cô, cảm thấy thoải mái hương thơm trên tóc cô càng làm cho dương thế minh dễ chịu hít một hơi để cảm nhận niệm nhi đã bao lâu rồi em chưa về quê cũng hai năm rồi từ khi tôi được nhận vào làm ở bệnh viện này thì không còn thời gian để về bận từ sáng đến tối do đây là bệnh viện lớn nên bệnh nhân vào đây khá nhiều không có thời gian để nghỉ ngơi ừ vậy thì như đề nghị của tôi hôm trước nếu mệt mỏi thì cứ nghỉ đi tôi nuôi em hồn khẽ lên má cô. Tôi sống tự lập từ nhỏ quen rồi, với lại tôi không muốn ăn bà mai cả. Thôi, tôi soạn đồ xong rồi đi ngủ sớm, mai đi làm nữa. Ừ, cả hai cùng về giường ngủ, kéo cô chặt vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ, cô dậy khá sớm, vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy đơn giản, mái tóc được trải chuốt lại xóa ra. Nhìn cô xinh đẹp tựa thiên thần, đến kéo màn cửa ra sau đó định gọi hắn, thì một vòng tay lớn đã ôm chặt cô từ phía sau. Dậy sớm thế? Mau chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị xong rồi đó. Hoàng Ngọc Niệm đẩy Dương Thế Minh ra sau, sau đó quay qua bàn trang điểm lấy vài thứ bỏ vào túi sách. Khoảng 15 phút sau, thì Dương Thế Minh cũng chuẩn bị xong, Hắn hôm nay không còn mặc trên người bộ vét lịch lãm nữa Mà thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen Cùng với chiếc quần bò rách đầu gối Không còn hình tượng dương tổng lịch lãm nữa Đi thôi Hoàng Ngọc Niệm và hắn cùng ra xe Cô lấy điện thoại ra điện cho Lị An Alo, tôi nghe này, hai người đến chưa? Tiếng Lị An ở đầu dây bên kia vang lên Đang đến đây, cậu đang ở bệnh viện đúng không? Qua siêu thị đi, bọn tớ đang mua ít quà về cho mẹ cậu đây Cậu đã mua gì chưa? Chưa, định rủ cậu đi đây này Vậy qua siêu thị gần bệnh viện, đi cùng mua này Ok Anh lái qua siêu thị gần bệnh viện nhé, mua ít đồ về cho mẹ Ừ Thoáng chốc chiếc xe đã đến siêu thị Ngay lập tức đã thấy Lị An cùng bác sĩ Trần đứng trước cửa đón Hay, bọn tớ đây này Em xuống trước đi, tôi đi độ xe, Nói rồi cô chạy qua bên Lị An Còn hắn thì lái xe vào bãi đỗ Chà chà bạn trai kìa Đưa về ra mét mẹ rồi kìa Lị An chăm chọc cô Nè Tớ vừa đến thôi đó Đã chọc tớ rồi Tớ chưa chọc cậu và bác sĩ Trần đấy nhá Thôi thôi Hai người mới sáng mà Lúc này bác sĩ Trần cũng lên tiếng Anh ấy qua rồi kìa Đi thôi Cả bốn người cùng vào siêu thị mua rất nhiều thứ tội cho hai ông nhà phải xách một đống đồ khỏe nhất là hai cô gái này đây chỉ cần lấy và lấy chuyện sách cứ để hai người đàn ông giải quyết đem ra quầy sau khi mua xong thì cả bốn người ra xe bắt đầu chuyến đi về quê trên xe lị an và bác sĩ trần do thức sớm quá nên giờ lên xe ngủ bù chỉ còn cô và hắn hoàng ngọc niệm thì chỉ đường còn dương thế minh thì lái xe trên xe không ai nói với ai lời nào chỉ nghe được tiếng ngáy của hai người phía sau hoàng ngọc niệm hạ cửa kính xuống hít thở không khí trong lành vì ở đây không khí trong lành hơn là ở thành phố nhộn nhịp đầy khói bụi kia cả chặng đường cô quan sát cảnh vật xung quanh vẫn như cũ không có gì thay đổi chỉ có vài căn nhà khác được mọc lên con đường cũng đã làm rộng ra nên xe lớn có thể chạy được rồi cũng hai năm rồi cô thủ thủy Dương Thế Minh nhìn hành động của cô nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn muốn cô là của hắn, từ thể xác lẫn trái tim. Hắn muốn che chở bảo vệ người con gái này, một cô gái thuần khiết mà hắn từng gặp. Em muốn ăn gì không? Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì. Hay ta ghé quán ăn nhé? Lúc này Dương Thế Minh lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ. Tôi chưa đói đâu, cũng sắp tới nơi rồi. Về tới nhà ăn luôn. Anh đói thì ăn trước đi Kéo hai con heo lười phía sau này ăn cùng đi Tôi chưa đói đâu Còn hai người kia ngất ngây rồi Chắc không ăn uống gì đâu Dương Thế mình bật cười Nhìn qua kính chiếu hậu Nhìn hai người phía sau Ôm nhau ngủ Qua con đường này nữa là tới rồi Tốc độ của anh nhanh hơn tôi tưởng Nhưng em cũng dần thích nghi với vận tốc của tôi rồi đấy Ừ Khoảng 30 phút sau thì cũng tới nơi Ngôi nhà cô nằm trong một huyện nhỏ Chiếc xe của Dương Thế Minh đậu trước hẻm Vì không vào được Nên hắn đậu ngoài bãi giữ xe gần đó Lúc đó hai con heo lười phía sau Cũng thức dậy mơ màng Tới chưa Lị An rụi mắt ngồi dậy Dạ thưa hai anh chị Tới rồi ngủ cho giữ dô đi Hoàng Ngọc Niệm lắc đầu nhìn Lị An và bác sĩ Trần Tới rồi hả Hoan hô Lị An chạy xuống xe lấy vali ra Cô và hắn đứng đó đợi hai người này dọn đồ xuống. Xong rồi, đi thôi. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây. Cô đẩy cửa vào nhà. Niệm niệm về rồi đây à? Mẹ của cô ở phía sau nhà đi lên. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Cô chạy nhanh đến bên mẹ mình ôm chặt, vì ra mẹ cũng đã hai năm trời. Cái con bé này lớn rồi mà cứ thích làm nũng. Mẹ cô xoa đầu cô, vòng tay ôm lấy cô. Con đi với ai đây? Dạ, tụi cháu cho bác ạ. Cả ba đồng thanh. Ba ơi, cháu là Lị An này, bác nhớ cháu không? Lị An chạy đến ôm mẹ của cô. À, con bé nghịch ngợm này thích ăn cá nướng. Già dạ rồi, phải đeo kính mới nhìn ra. Thế còn hai người này là... Mẹ cô hướng mắt nhìn sang hắn và bác sĩ Trần. Dạ, cháu cho bác. Con là bạn trai của Lị An bác sĩ trần cúi đầu chào dạ cháu chào bác cháu là bạn trai của niệm niệm ạ hắn cũng cúi đầu lễ phép chào chú cha ơi hai cậu này cậu nào cũng phong độ hết lại đẹp trai nữa mẹ cô tấm tắc khen ngợi làm hai người nào đó ngại đỏ mặt con rể tôi đây sao mẹ cô quay sang hắn nhìn từ đầu đến chân ngầm đánh giá hai đứa làm nghề gì dạ cháu làm bác sĩ chung bệnh viện với lị an và niệm niệm ạ thế còn cháu chỉ làm công nhân bình thường thôi bác lúc này cô và Lị an với bác sĩ trần bắt đầu nhìn về phía hắn sao anh ấy nói dối cô thầm nghĩ làm gì mà mọi người nhìn tôi thế hắn giả vờ ngu ngơ à à không có gì cả ba lắc tay thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi chặng đường về đây cũng khá mệt lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi một lát ra suối bắt cá đi về bác nướng cho ăn dạ sau khi lên phòng đóng cửa lại cô bước lại gần hắn còn hắn thì do đường khá xa nên cũng hơi mệt nên lên giường nằm nhắm mắt lại này sao lúc nãy anh lại nói dối rằng anh làm công nhân vậy hoàng ngọc niệm ngồi đó hỏi thuận miệng thì nói thôi muốn coi mẹ em phản ứng sao thôi mà tuy không mở mắt ra nhưng dương thế minh biết rằng cô đang ngồi cạnh hắn vươn tay ra kéo cô xuống nằm cạnh hắn anh nghĩ mẹ em ham giàu sang hay sao? Cô đẩy hắn ra, quay lưng đi chỗ khác. Đâu có đâu, mà nói vậy đỡ phiền phức. Hắn ôm cô thật chặt từ phía sau cầm, tựa lên vai cô. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, cả chặng đường dài đến như vậy, chắc em cũng mệt rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Kéo cô vào lòng mình, Hoàng Ngọc Niệm cũng thuận tay ôm lấy hắn. Cả hai cùng nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc này cũng đã lâu rồi cô chưa từng cảm giác bình yên như thế này Khoảng gần chiều bên ngoài bắt đầu có tiếng cãi nhau Là của Lị An và Trần Anh Nè, sao anh còn nằm đó ngồi dậy tìm tiếp tôi coi Tìm gì chứ Anh đang ngủ mà, cho anh ngủ xíu đi Đường xá xa, xa xôi, anh đuối quá Trần Anh mắt nhắm mắt mở, ngồi đấy, gục lên gục xuống Anh bỏ cái cạp sạc ở nhà rồi đúng không? Em kêu anh đem theo mà Cả cái máy ảnh nữa làm sao mà chụp hình đây chứ Lý An lục tung đống đồ trong vali Ngủ hoài Ngủ trên xe cả buổi chưa đã hay sao Mau lên ngồi dậy Tìm tiếp cho em Nhanh lên Một mình em tìm sao nổi đây Lý An nắm tóc sau đó nắm áo Trần Anh lôi đi không thương tiếc Hoàng Ngọc Niệm ở ngoài lắc đầu nhìn hai người này Cô thì thấy Dương Thế Minh ngủ ngon Nên không làm cho hắn tỉnh còn đằng này Lị An thì nắm đầu nắm áo Trần Anh lôi ra mặc cho anh ta la in ỏi. Mà Lị An cũng đãng trí thật. Lúc nãy ở siêu thị cô ấy còn nhờ cô giữ dù mình cái cáp sạc với cả máy ảnh vì giỏ đồ của cô chật quá rồi. Nè, đừng tìm nữa không có đâu. Niệm niệm, cậu thức rồi à? Vậy thì hay quá, vào tìm tiếp tớ cái cạp sạc với cái máy ảnh đi. Tên heo lười này lo ngủ tiếp không tìm tiếp cho tớ, Thế cái này của ai bỏ trong ba lô của tớ lúc nãy ở siêu thị này hoàng ngọc niệm đưa cho lị an làm cô nhảy dựng lên làm tớ từ nãy đến giờ cứ tưởng để ở nhà rồi chứ dạo này đãng trí quá trời thôi cảm ơn cậu nha niệm niệm ôi được cứu rồi cảm ơn cô nha bác sĩ niệm trần anh lúc này đầu của anh bị lị an nắm đến giờ nhìn cứ như là tổ chim vậy cô và lị an nhìn mà bật cười quay về phòng định gọi hắn dậy thì không thấy hắn nằm trên giường Nghĩ chắc hắn thức rồi Và lấy quần áo định đi tắm Thì thấy hắn từ phòng tắm đi ra Chỉ cuốn chiếc khăn tắm body nam tính của hắn hiện ra Cơ thể rắn chắc nước da màu đồng của hắn Làm cô ngại ngùng quay đi chỗ khác Dù chưa phải là lần đầu nhìn thấy body của hắn Nhưng những lần đó toàn là vào ban đêm nên không thấy Bây giờ vào ban ngày cô mới để ý rõ Lén nhìn hắn đang lau đầu nước còn đọng lại trên tóc từ từ chảy xuống. Cô ực, nuốt nước mọt một cái, sau đó định đi ra khỏi phòng. Mau đến xây tóc cho anh, nhanh lên. Dương Thế Minh ra lệnh. Đến xây tóc cho anh nhanh. Dương Thế Minh ngồi trên giường ra lệnh. Anh tự sấy đi, em còn phải đi tắm. Cô vừa đi vào phòng tắm, hắn nói vọng vào. Nhất định không, Nghe giọng này của hắn dù không muốn làm cũng phải làm, ngậm ngùi bước đến giấy tóc cho hắn. Bàn tay thon mịn của cô lướt trên tóc hắn, hắn thì nhắm mắt lại hưởng thụ cô, hắn thì nhắm mắt lại hưởng thụ, cô thầm chửi trong bụng. Bây giờ thấy mình hiền, coi mình như là con sen vậy. Tiền chết tiệt này, không phải sợ anh làm bậy thì tôi đã đập anh một trận rồi. Vừa suy nghĩ vừa nắm tóc hón mạnh hơn em đang làm gì đấy xấy tóc hay là nắm tóc tôi đấy dương thế mình ngước mặt lên nhìn cô giả bộ cười hề hề cho qua chuyện xong rồi đó hoàng ngọc niệm vội chạy vào phòng tắm sợ bị hắn mà nổi cơn thèm khát lên thì nguy vào tắm một lúc thì hoàng ngọc niệm nhìn lại cô vẫn chưa lấy quần áo vào phải làm sao đây nếu gọi hắn thì kỳ quá cuốn khăn tắm vào mở hé cửa ra nhìn ra phòng thấy dương thế minh đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ minh anh ngủ rồi hả minh ơi đáp lại cô chỉ là tiếng ngáy của hắn cô gọi thử mấy lần nữa thấy hắn không động tĩnh gì cô liền đi từ từ từng bước ra không làm cho hắn tỉnh cầm bộ đồ trên tay thở vào may quá hắn ngủ say rồi nhưng vừa quay đầu lại chuẩn bị đi vào phòng tắm cô lại đụng chúng hắn hét toáng lên hả anh là ma hả mới thấy ngủ mà sao đi không có tiếng động gì thoát ẩn thoát hiện như ma vậy cô lùi về vài bước bị hắn ép vào tường anh đang cố quyến rũ tôi sao tôi định ăn chay mà em muốn thì ok tôi chiều ý em nói rồi hắn bế cô quăng lên giường không có em để quên quần áo thôi tha cho em đi mình còn đi ra ngoài suối bắt cá nữa Vui hơn nha Tha cho em đi Hoàng Ngọc Niệm cố bày ra kế Nhưng người nào đấy lại không nghe Kìm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu Bắt cá thì có gì vui Bắt anh vui hơn đây này Cái gì chứ Hoàng Ngọc Niệm vừa muốn mở miệng kháng nghị Bàn tay phủ lên môi liền xâm nhập miệng cô Cô tức giận Khép hai hàm răng lại Hùng ác Cắn môi hắn Đang truy đuổi lưỡi cô không tha một cái Em dám cắn anh à Ai bảo Anh dám hôn em Còn định dở trò nữa chứ Đừng mà Kéo chiếc khăn tắm của cô Lộ ra cảnh xuân đầy đặn Để xem anh phạt em thế nào Dương Thế Minh đành thở dài Đi thay đồ Sau đó xuống Lúc này mọi người đã chuẩn bị đi ra suối Này anh đi nhanh lên coi Lý An kéo Trần Anh đi Do cậu vẫn còn buồn ngủ Nên mắt nhắm mắt mở đi phía sau Lý An Thấy vậy Nên kéo cậu chạy đi Lâu lâu có một ngày nghỉ Mà cũng bắt anh đi ra ngoài nữa Mệt muốn chết Vừa đi vừa ngáp Biết vậy tôi cho anh ở nhà rồi Đổ sâu lười Này hai người còn ở đó cãi nhau à Mau qua đây đi Hoàng Ngọc Niệm ngán ngẩm nhìn cặp đôi này Cứ như là chó với mèo ấy mà hôm nay nhiều người ra suối quá Nhìn chung chắc họ cũng là khách du lịch Cô ngồi trên tảng đá gần đó nhìn xung quanh Ở đây cũng khá nhộn nhịp Cũng không quá buồn Vì ban ngày như thế này cũng đông vui Lúc đầu Hắn cứ ngỡ là về quê Sẽ khá là êm đềm yên tĩnh Nhưng nơi đây cũng là nơi khách du lịch Đến thường xuyên Cá kìa mau bắt đi Kìa để chạy bắt bây giờ nó qua chỗ anh rồi kìa Chặn nó lại Lị An kéo Trần Anh xuống suối Cả hai cùng rượt con cá chạy từ đầu này qua đầu kia Bỗng Lị An kêu lên một tiếng Sau đó té xuống nước Lúc này cả ba vẫn còn đang tập trung bắt cá Thì thấy Lị An té xuống nước Cả ba chạy đến đưa cô lên bờ Này cậu không sao chứ Lị An Hoàng Ngọc Niệm cầm lấy chân cô xoa bóp Chợt chân rồi Để tôi làm cho Lị An, em gắng nhịn đau nhé. Trần Anh xoa bóp khớp chân của cô nhẹ nhẹ. Sau đó, chói tai đó là của Lị An. Trần Anh xoa bóp khớp chân cô nhẹ nhẹ, sau đó bẻ lại. Lị An thét chói tai. Sao rồi đỡ hơn chưa? Đỡ đau rồi nhưng mà vẫn còn hơi hơi. Lị An đứng lên, chân đi khập khiễng. Để tôi đưa cô ấy về nhà, hai người ở đây bắt cá tiếp đi. Nói rồi Trần Anh cõng cô về nhà, không biết cậu ấy có sao không nữa nhìn theo bóng lưng của hai người kia sẽ không sao đâu trần anh cậu ta cũng là bác sĩ mà em lo gì tự cậu ta lo cho lị an được mà giờ lúc nãy cô nhảy xuống nước đỡ lị an nên bây giờ áo ướt lộ ra nội y bên trong người mình hắn sợ những người xung quanh thấy với lại sợ cô bị cảm lạnh nên lấy chiếc áo khoác của mình khoác cho cô áo em ướt rồi mặc vào ngay kẻo lạnh cơ thể của em chỉ một mình anh nhìn thôi anh không muốn bất kỳ người nào khác nhìn thấy cả nghe xong câu đó gương mặt cô bắt đầu ửng hồng nhìn vào đôi mắt của hắn sao hôm nay cô lại cảm thấy hắn lại quyến rũ đến như vậy vài giọt mồ hôi còn vương trên mặt và ướt chiếc áo sơ mi trắng của hắn càng nhìn cô càng đỏ mặt thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy dương thế minh ngồi cạnh cô thì thầm vào tai thích ngắm anh đến vậy sao vậy thì mặt anh đây ngắm đi đến khi nào em chán thì thôi được gương mặt sát lại cô lúc này hoàng ngọc niệm mới giật mình đẩy nhẹ hắn ra tránh ra đi ai tèm nhìn anh chứ tắt nước vào mặt hắn sau đó chạy đi này đứng lại anh bắt được em thì chết với anh xem anh phạt em ra sao Dương thế minh chạy nhanh theo cô hai người cứ thế rượt đuổi nhau quanh đấy cảnh tượng này quen thật mình đã từng trải qua rồi vừa chạy cô vừa suy nghĩ tới hình ảnh của vũ hảo văn và cô lúc trước bắt được rồi xem anh phạt em thế nào hắn ôm chặt cô trong lòng thôi đừng giận nữa em thua em thua rồi mau đem cá về nhanh nào được rồi bây giờ không phạt nhưng tối về anh lấy cả vốn lẫn lời nghe đến đây cô cảm thấy hơi rùng mình không ổn rồi lại sắp bị hành hạ rồi mẹ ơi về đến nhà Cô chạy xuống bếp đưa cho mẹ cô giỏ cá Đem thuốc này lên cho Lị An đi con Đã vào chân sẽ giảm đau đây Mẹ cô đưa cho cô chén thuốc giã nhuyễn Dạ Mấy đứa giỡn gì mà dữ vậy Giỡn đến nỗi chật cả chân thế này Mẹ cô ngán ngẩm Mà này Cháu ra đây nói chuyện với ta một lát Mẹ cô bảo hắn Anh đi đi Em đem thuốc lên cho Lị An được mà Nói rồi cô đi lên lầu cháu và niệm nhi quen biết được bao lâu rồi mẹ của cô đưa cho dương thế minh ly trà dạ thưa bác cũng được nửa năm rồi ạ cháu thực sự yêu niệm nhi chứ dạ một lòng một dạ thưa bác nếu vậy thì tốt mà ta thấy hai đứa cũng trưởng thành rồi hai đứa có dự định gì không thật ra lần về đây cháu muốn hỏi cưới niệm nhi thưa bác thế hai đứa cứ tới đi Càng sớm càng tốt Mà năm nay cháu bao nhiêu tuổi Cha mẹ ở cùng hay là ở riêng Cháu 30 rồi thưa bác Mẹ cháu mất năm cháu 10 tuổi Hiện nay Ba cháu sống ở Mỹ ạ À Ra là thế Xem ra cháu chỉ lớn hơn niệm như có 2 tuổi thôi Mà thôi Hai đứa có đi dạo ở đâu nữa thì đi đi Bác phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa đây Dạ vâng ạ còn cô thì vừa đến phòng Lị An đã nghe thấy hai người này làm cô sởn cả da gà, mặt hơi đỏ lên. An yên nào, không đau đâu, ngoan đi. Đau muốn chết đây này. Ngoan đi, anh thương, mà gắng nhịn chút sẽ hết đau thôi. Nghe hơi ám muội Trần Anh ra mở cửa, thấy cô đem chén thuốc trên tay, chưa để cô nói, đã lấy đem vào. Cảm ơn nha bác sĩ Niệm. Anana, thuốc đây, ngồi yên để anh đắp cho, Hai người không coi tôi ra gì à Không thèm cảm ơn một tiếng nữa Làm mệt ghê ngọt ngào thấy mà phát sợ <laughs> Tôi gấp quá đấy Mà xin lỗi cô nhé Thôi cậu chăm sóc Lị An đi Tôi ra ngoài đây Khi nào có cơm tôi sẽ gọi Được rồi cảm ơn cậu nhiều nhá niệm niệm Vừa xuống lầu cô đụng trúng hắn Mẹ nói gì với anh đây Chuyện người lớn Con nít thì đừng biết Ai nói em là con nít cô quay người đi chỗ khác không thèm nhìn hắn rồi rồi mẹ hỏi chúng ta khi nào thì có dự định anh trả lời thế nào anh trả lời là lần này về đây là anh có dự định hỏi cưới em gì cơ em vẫn chưa đồng ý lấy anh mà không đồng ý à em muốn sau này em có con con chúng ta không có cha sao em em vẫn chưa mang thai mà lo gì vậy là anh làm em mang thai là được chứ gì Mặt hắn gian hơn cả chữ gian Biến thái quá Tránh ra Em xuống phụ mẹ đây Cô đẩy hắn ra sau đó chạy đi để hắn đứng ở đây Nhìn hành động ngượng ngùng của cô mà cười Anh gọi họ xuống ăn đi Có đồ ăn rồi đấy Hoàng Ngọc Niệp bảo hắn Ừ Này hai người có cơm rồi xuống ăn này Được rồi bọn tôi xuống liền Wow đồ ăn thơm quá Ba gái nấu có khác lị an đi khập khiếng tới bàn ăn cái con bé này nịnh là giỏi mà chân sao rồi đã bớt đau chưa dạ cháu đỡ rồi ạ này ăn con cá này đi ngon lắm mẹ cô gắp cho lị an con cá ngon nhất mẹ mẹ thương lị an hơn con rồi hoàng ngọc niệm thấy vậy làm nũng con bé này lớn rồi còn phân bì à lị an bị đau chân nên phải chăm sóc tốt chứ Mẹ cô cốc vào đầu cô một cái rõ đau Cô cứ bị đau chân đi Rồi mẹ cô cưng chứ gì Trần Anh lúc này cũng lên tiếng Anh rúi bậy tôi đây à Thôi được rồi Không ai cưng em thì có tôi đây Cưng em là đủ rồi Này ăn món này đi ngon hơn này Dương Thế Minh thấy tình hình sắp cãi nhau Nên lên tiếng Gắp món khác vào chén của cô Sau bữa cơm mọi người bắt đầu về phòng của mình do hôm nay mệt mỏi quá sau khi tắm xong thì cô lăn vào chăn ngủ khoảng một lúc sau thì cô đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng cảm thấy thân mình có vật gì đó đè lên người hoàng ngọc niệm từ từ mở mắt ra vừa đúng lúc đem bộ dáng sắc tình của dương thế minh toàn bộ rơi vào đáy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng mặc dù đã từng nhìn hắn như thế này rồi nhưng cô vẫn không thể nào thích nghi được người đàn ông này luôn luôn có nhu cầu khủng bố cùng với tinh lực cực kỳ mạnh đối với cô cũng đặc biệt yêu thích ở trên người cô, in dấu đủ màu sắc hình dạng. Mỗi lần thân thiết tuyệt đối muốn đem toàn thân cô sờ hết mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn hắn như thế này, cô cực kỳ xấu hổ, trong mắt đen không khỏi chậm rãi sâu hơn, lộ ra một chút kinh ngạc lạ thường. Nhìn thấy ánh mắt như thế của hắn, Hoàng Ngọc Niệm có dự cảm chẳng lành. Đúng rồi, lúc chiều hắn đã bảo là tối về anh lấy cả vốn lẫn lời. Chờ cô ý thức được Dương Thế Minh có thể làm là chuyện gì, thân thể của cô đã hoàn toàn không chịu được sự khống chế của cô, mà hoàn toàn nằm trong tay của Dương Thế Minh. Hắn hướng về phía cô, lộ ra một nụ cười nhẹ sắc tình. Ngay sau đó cúi đầu, hôn nơi mềm mại, ở đào huyệt kia. Lồng mì thật dài hơi rung động, môi hồng cũng trúng chím thật chặt. Thân thể mềm mại như hoa cứ như vậy ở dưới thân của hắn bị hắn áp chế điều khiển cô khiến cô càng điên đảo sáng hôm sau niệm nhi vẫn còn ngủ êm đềm thấy cô vẫn còn mệt do chuyện hôm qua nên cũng không gọi cô dậy nằm cạnh đấy mà ngắm niệm nhi ngủ nhìn niệm nhi lần này bỗng dưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ không biết từ khi nào cô ấy lại quan trọng đối với anh như vậy nhớ ngày nào cô ấy còn say xỉn ngã vào lòng anh lúc đó anh chỉ nghĩ cô ấy thật bệnh hoạn là loại con gái dễ dãi nhưng nào ngờ khi lên giường với anh cô ấy lại van xin anh tha cho cô ấy đàn ông chúng tôi làm sao có thể tha cho một người phụ nữ nào tự nguyện lên giường với mình chứ nếu buông tha cho cô ấy quả thực tôi chẳng phải đàn ông cứ thế thời gian trôi qua tôi thấy cô ấy rất thú vị chỉ muốn chơi đùa thôi tôi nghĩ cô ấy cũng như những người phụ nữ khác thôi dùng cách này để leo lên giường với tôi để có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Nào ngờ, tình cảm của tôi ngày một lớn dần lên. Khi bên cạnh Niệm Nhi tôi cảm thấy rất bình yên hạnh phúc. Khi nhìn thấy Niệm Nhi và tên bất tài Vũ Hảo Văn nói chuyện cùng nhau, cơn ghen của tôi dường như bốc hỏa trên đầu. Hắn đã từng phụ Niệm Nhi mà hắn còn cả gan đến gần để trêu ghẹo cô ấy, càng làm máu điên của tôi nổi lên. Vì vậy sau lần đó tôi đã rất muốn cho cô ấy một danh phận khi ở cạnh tôi là phu nhân của tôi chỉ mãi mãi là của tôi nên lần về quê này tôi chỉ muốn hỏi cưới cô ấy và biến niệm nhi mãi mãi là của tôi bỗng cảm thấy đôi mắt niệm nhi bắt đầu chớp chớp ngay lập tức tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ dù không mở mắt ra nhưng tôi cảm nhận được niệm nhi đang nhìn tôi sau đó tay cô ấy nhẹ đặt lên gương mặt của tôi đúng là ngay cả ngủ cũng đẹp trai như vậy dù là lời nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai tôi dễ gì mà không nghe được như vậy uổng lắm, vì cô ấy đang khen tôi mà. Từ trước đến giờ chỉ bị cô ấy bảo là biến thái, lần đầu tiên được cô ấy khen. Tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy đang tiến gần mình lúc này, tôi không kìm chế được nữa, tay nhanh chóng kéo cô ấy xuống đặt dưới thân mình. Do hành động quá bất ngờ của tôi, nên Niệm Nhi cũng hơi hoảng hốt, gương mặt bắt đầu ửng hồng lên. Anh biết là anh đẹp trai rồi. Muốn hôn thì hôn đại đi, cần gì phải lén la lén luôn như vậy. Từ phía trên nhìn xuống gương mặt của cô ấy thực sự muốn cắn một phát để thỏa mãn. Ai? Ai hôn anh chứ? Chỉ là thấy con gì đậu ở trên mặt anh định phủi thôi. Cô ấy bắt đầu nhìn phía khác không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Hành động bị bắt quả tăng này thật là đáng yêu. Vậy sao? Vậy là hiểu nhầm em rồi. Vậy thì đền đáp cho em một nụ hôn vậy tôi bắt đầu cúi xuống chưa kịp để niệm nhi mở lời tôi đã ngấu nghiến môi anh đào bé nhỏ thực sự muốn nuốt cô ấy vào bụng để thỏa mãn đúng là tiểu yêu tinh niệm nhi khẽ rên tôi thực sự không nhịn được vừa định ăn thịt cô ấy ngay bây giờ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên chết tiệt lần nào cũng thế là sao mất cả hứng tôi đành đứng dậy đi vào phòng tắm còn niệm nhi thì vội quấn lấy khăn tắm quấn vào người sau đó ra mở cửa trời đất ơi giờ này là giờ nào rồi còn chưa thay đồ cuốn khăn tắm thế này hay là hai người lị an bắt đầu dở dạo đâu đâu